nền tảng phát sóng trực tiếp ca hát kỳ tú hiện đang rất phổ biến. Các ca sĩ tham gia đại hội kỳ tú có trình độ không kém gì các cuộc thi ca hát chuyên nghiệp. Trên sân thượng nhà hàng, Cố Cửu Lễ và nhân viên cùng nhau ăn mừng văn phòng mới của công ty tại K11. Mọi người đều là những người đã theo Cố Cửu Lễ khởi nghiệp từ những ngày đầu, vì vậy anh rất trân trọng họ. Cố Cửu Lễ được mời tham dự và xem đại hội kỳ tú, anh không hứng thú, nhưng sau sự thuyết phục của Sử Phi, anh đã đồng ý. Sờ Chimmer của đại hội kỳ tú, A Đại đang chuẩn bị tham gia lễ kỷ niệm nhưng vì đến muộn mà bị ban tổ chức thúc giục không thôi. A Đại nhầm xe của Cố Cửu Lễ là xe riêng mà cô đã gọi, tạo ra một tình huống giờ khóc giờ cười. Đúng lúc đó tài xế gọi điện đến nói rằng xe của ông đã hỏng, buộc A Đại phải tìm xe khác. Không tìm được xe, A Đại đành phải cầu xin Cố Cửu Lễ giúp đỡ đưa cô một đoạn đường. Trên đường đi, Cố Cửu Lễ giữ vẻ ngoài lạnh lùng, và khi A Đại phát hiện anh đang đi đường vòng thì cô đã cảnh giác và bấm số 110. Cố Cửu Lễ sau đó đã giải thích một cách miễn cưỡng, anh thay đổi lộ trình để cô có thể đến nơi trước 9 giờ. Khi đến K11, A Đại suýt nữa bị xe đâm phải nhưng may mắn Cố Cửu Lễ đã kịp thời giúp đỡ. Khi đến nơi, Cố Cửu Lễ được đưa vào bởi một người đón riêng và A Đại cũng vào được phòng phát sóng số 2 của mình. Lựa chọn của Cố Cửu Lễ sẽ tăng 15% điểm cho Sờ Chimmer, nhưng anh cảm thấy các Sờ Chimmer trông giống nhau đến lạ kỳ. A Đại tụt xuống vị trí thứ 2 và fan của cô luôn yêu cầu cô cởi bỏ mặt nạ, vì vậy A Đại quyết định sử dụng chiêu thức đặc biệt là lột bỏ mặt nạ. Mặc dù Cố Cửu Lễ bị mù mặt, anh vẫn nhận ra chiếc vòng cổ trên cổ A Đại. Cố Cửu Lễ nhận được một cuộc gọi và vội vã rời đi, màn hình bầu chọn dừng lại ở giao diện phát sóng trực tiếp của A Đại. Và phiếu bầu này dĩ nhiên được tính cho A Đại, giúp cô trở thành quán quân của vòng sơ khảo. Cố Cửu Lễ, người sáng lập công ty công nghệ Cửu Thiên, tập trung vào việc phát triển robot chăm sóc. Khi động cơ không vượt qua được sự đánh giá của công ty đầu tư và bất ngờ bị thông báo rút vốn, Cố Cửu Lễ đã bình tĩnh phân tích ưu nhược điểm của đối thủ cạnh tranh là công nghệ vi tiếu và hy vọng rằng họ sẽ cho mình 2 tháng để thực hiện một cuộc đặt cược. Nếu không thực hiện được trong 2 tháng, hậu quả mà Cố Cửu Lễ phải đối mặt cũng rất nghiêm trọng, nhưng anh vẫn chọn làm như vậy. Thực ra, danh tính thực sự của anh là thiếu gia của tập đoàn Hoa Thị, nhiều người không hiểu tại sao một người thừa kế giàu có lại tự mình khởi nghiệp và lý do chỉ có Cố Cửu Lễ mới biết. Phòng nghỉ của Kỳ Tú nằm ngay cạnh văn phòng mới của Cố Cửu Lễ, một nhóm nữ Sờ Chimmer đã nhìn thấy Cố Cửu Lễ đẹp trai đang dọn dẹp qua cửa kính và họ lập tức bị hấp dẫn. Nhất là sau khi biết được danh tính của anh, có không ít người đã chủ động tấn công, nhưng cách từ chối của Cố Cửu Lễ cũng rất quyết liệt. A Đại cũng biết được danh tính của Cố Cửu Lễ và với ý định riêng của mình, đã đi thêm bước nữa bằng cách thêm WeChat của anh để trả tiền xe cho anh. Ban đầu, Cố Cửu Lễ cũng không định quan tâm, nhưng Sử Phi cho rằng cô ấy chỉ muốn trả tiền. Vì vậy Cố Cửu Lễ đã hiếm hoi đồng ý, điều này khiến A Đại cảm thấy xúc động, nghĩ rằng Cố Cửu Lễ có lẽ thích mình. Tuy nhiên, Cố Cửu Lễ chỉ muốn cô trả tiền và vì vậy đã cố ý like một bài viết trên trang cá nhân của cô. Hai người nói chuyện qua lại không mấy mặn mà, Cố Cửu Lễ không biết đang nghĩ gì, trong khi đó A Đại lại hoàn toàn mất kiểm soát. Qua một đêm, Sờ Chimmer A Đại trở lại là sinh viên đại học, hách tịch, cô muốn gửi tin nhắn chào buổi sáng cho Cố Cửu Lễ, nhưng lại thấy một dấu chấm than màu đỏ lớn. Hành động của Cố Cửu Lễ ngày hôm qua, thực chất là để chứng minh với Sử Phi rằng suy nghĩ logic của mình không sai. Hách tịch cảm thấy buồn bã, muốn kết bạn lại nhưng lại không đủ can đảm, bởi vì bây giờ cô chỉ là hách tịch, một sinh viên năm cuối bình thường. Hách tịch đang tìm kiếm công việc thực tập, vì mẹ cô cho rằng làm Sờ Chimmer là không chính đáng, hách tịch chỉ có thể tìm một công việc để che giấu sự thật rằng mình đang làm Sờ Chimmer. Trong thời gian rảnh rỗi, hách tịch cũng tự hỏi, nếu cô thực sự có thể tham gia làm việc tại K11, liệu cô có gặp lại Cố Cửu Lễ không? Hách tịch đã tham gia nhiều cuộc phỏng vấn nhưng đều không nhận được phản hồi. Thực ra, cô rất muốn thử sức tại công ty công nghệ Cửu Thiên nhưng lại sợ Cố Cửu Lễ nhận ra mình, bởi vì càng ít người biết về danh tính kép của mình thì càng tốt. Mặc dù vậy, hách tịch vẫn không kìm lòng được mà đi dạo quanh cổng công ty Cửu Thiên và cuối cùng bị nhầm là người đến phỏng vấn. Hách tịch tò mò nhìn quanh và khi đứng đối diện với Cố Cửu Lễ, cô chỉ biết đứng yên tại chỗ với trái tim lo lắng. Điều hách tịch không ngờ tới là Cố Cửu Lễ không nhận ra cô, thậm chí còn lấy mất ly trà sữa trên tay cô vì anh nghĩ hách tịch là người giao hàng. Hách tịch đứng như trời trồng không biết phải làm sao, dự định tìm cách lẻn đi nhưng lại đúng lúc trà sữa của Cố Cửu Lễ được giao đến. Hách tịch lập tức bị mọi người tại Cửu Thiên vây quanh, họ nghĩ rằng hách tịch là người bám đuôi Cố Cửu Lễ. Hách tịch vội vàng phủ nhận và sau đó lấy ra công văn của mình, nói rằng cô đến để tìm việc. Tuy nhiên, Cố Cửu Lễ sau khi lướt qua vài trang đã từ chối bởi vì bộ phận nghiên cứu và phát triển không tuyển dụng nữ giới. Mọi người đều nói lời tốt cho hách tịch, nhưng Cố Cửu Lễ lại sử dụng một hệ thống lý thuyết chín chắn để thuyết phục họ. Hách tịch rời đi trong tâm trạng thất vọng và tình cờ nghe thấy có một đứa trẻ bị kẹt trong xe mà không thấy bố mẹ đâu. Hách tịch lo lắng dõi theo đứa trẻ. Khi mọi người ở bãi đậu xe lo lắng cho đứa trẻ, Cố Cửu Lễ cũng lo lắng mà đến. Trong khi mọi người bối rối, Cố Cửu Lễ nói rằng chiếc xe có hệ thống AI thông minh, có thể gọi để giải cứu đứa trẻ. Thế là hách tịch với giọng nói lớn đã khiến AI mở cửa sổ trời, sau đó cô trèo vào qua cửa sổ trời, nhưng không vội mở cửa xe, mà dùng giọng nói dịu dàng để an ủi đứa trẻ bị hoảng sợ, chờ đến khi tâm trạng của bé ổn định mới dẫn bé ra ngoài, như vậy đứa trẻ khi lớn lên sẽ không mang theo bóng ma tâm lý. Sau sự việc này, Cố Cửu Lễ quyết định cho hách tịch một cơ hội nữa. Trước buổi phỏng vấn, Sử Phi lén đưa cho hách tịch một tờ giấy, đó chính là đề bài của buổi phỏng vấn.
nhưng Hách Tịch lại chọn đưa ra câu trả lời của mình, chỉ với câu hỏi đầu tiên đã khiến Cố Cửu Lễ cảm động và quyết định tuyển dụng cô. Bước ra khỏi K11, Hách Tịch vẫn không thể tin được mình thực sự đã vào làm ở công ty của Cố Cửu Lễ. Sử Phi nói với Cố Cửu Lễ rằng mình đã lén đưa đáp án cho Hách Tịch, nhưng cô ấy không học thuộc lòng mà đã trả lời bằng cả tấm lòng. Buổi tối, Hách Tịch biến thành A Đại và gặp phải buổi diễn tập phòng cháy. Cô định đi thang máy xuống lầu nhưng bị Cố Cửu Lễ kéo lại. Hách Tịch thấy Cố Cửu Lễ không nhận ra mình và hiểu rằng anh có lẽ mắc chứng không nhận diện khuôn mặt. Cô theo sau hỏi anh nhiều câu và tình cờ biết được sự thật mình đoạt quán quân là nhờ phiếu bầu quyết định của Cố Cửu Lễ. Hách Tịch bị động thái của Cố Cửu Lễ làm bối rối và đã đặc biệt hỏi ý kiến từ bạn cùng phòng. Hách Tịch chính thức gia nhập Cửu Thiên, làm quen với đồng nghiệp và cẩn thận gửi lời mời kết bạn lại cho Cố Cửu Lễ. Cố Cửu Lễ đang bàn công việc với Sử Phi, sau đó Hách Tịch được gọi vào văn phòng và giao một số công việc sắp tới. Chỉ có điều, khi rời khỏi văn phòng, một tình huống nhỏ phát sinh, Cố Cửu Lễ phát hiện Hách Tịch đã vỗ về mình qua WeChat và cũng học theo vỗ lại. Nhưng không ngờ hậu tố mà Hách Tịch đặt lại quá xấu hổ, khiến không khí giữa họ trở nên cực kỳ ngượng ngùng. Hồ Quan Hy thích đồ chơi idol của Hách Tịch, nhưng dù giá bao nhiêu Hách Tịch cũng không chịu bán. Buổi tối, công ty có bữa tiệc và Hách Tịch mới vào làm được giao nhiệm vụ đặt món. Hồ Quan Hy với ý định trêu chọc bảo Hách Tịch rằng Cố Cửu Lễ thích ăn cay, là người không cay không vui. Nhưng Cố Cửu Lễ, người thường ăn uống thanh đạm, khi thấy bàn đầy món tứ xuyên thì có phần sững sờ. Hách Tịch thậm chí còn liên tục chuyển các món cay về phía Cố Cửu Lễ, cuối cùng mới được thông báo là Cố Cửu Lễ không ăn cay. Hách Tịch buồn bã một thời gian dài, Sử Phi đặc biệt tạo cơ hội cho cô sửa sai bằng cách đề nghị họ lên tầng trên trung tâm ẩm thực để ăn uống no nê. Nhưng Hách Tịch không biết anh thích ăn gì nên gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ từ bên ngoài của Sử Phi, Hách Tịch đã sử dụng một ly sinh tố dâu tình yêu để thành công nhận được sự ủng hộ từ vị sếp lớn Cố Cửu Lễ. Cố Cửu Lễ biết rằng hôm nay có người cố ý bắt nạt Hách Tịch và đã nói rằng nếu sau này có ai bắt nạt cô nữa, hãy cô nói với anh. Hách Tịch cười rất vui vẻ. Cố Cửu Lễ tiện tay cầm lấy ống hút hình trái tim bị gấp cong trên tay cô, không khí vẫn hơi ngượng ngùng. Cố Cửu Lễ thích một loại bánh ngọt được phát hành giới hạn, Hách Tịch quyết định mua cho anh một phần. Sau giờ làm, Hách Tịch trang điểm thành A Đại và đặc biệt chờ Cố Cửu Lễ trước cửa hàng bánh ngọt. Khi anh được thông báo bánh ngọt đã bán hết thì cô đã hào phóng tặng anh một phần. Hách Tịch theo Cố Cửu Lễ đi mua sinh tố dâu, cô cố tình tìm chủ đề chung để nói chuyện, kết quả là khiến bản thân cảm thấy chán chường. Về phòng, bạn cùng phòng gợi ý cô nên mạnh dạn hơn. Hách Tịch trong lòng đã tưởng tượng ra cảnh bá đạo lật đổ Cố Cửu Lễ, nhưng sau đó nghĩ lại thì thôi. Hách Tịch thu thập biểu cảm vi mô ngoài đời, đột nhiên được gọi về công ty họp, Cố Cửu Lễ quyết định làm lại động cơ. Hồ Quan Hy phản đối rất mạnh mẽ, nhưng thái độ của Cố Cửu Lễ cũng rất kiên quyết, đây là thông báo, không phải thảo luận. Hách Tịch hoàn toàn không hiểu họ đang nói về chủ đề gì, nhưng nghe có vẻ rất ấn tượng. Sau giờ làm, Hách Tịch chuẩn bị vào phòng vệ sinh để hoàn tất quá trình biến đổi, nhưng lại bị đồng nghiệp hiểu lầm là cảm thấy không khỏe. Hách Tịch sau khi biến đổi xong thấy Cố Cửu Lễ cũng vào phòng vệ sinh, cô chuẩn bị một tờ giấy vệ sinh có ghi số phòng livestream, bảo anh phải xuất hiện trong phòng livestream tối nay, nếu không tự chịu hậu quả. Cố Cửu Lễ vô tình dùng tờ giấy để lau tay, thấy không có thùng rác liền nhét vào túi. Tờ giấy này sau đó được bạn tốt của Cố Cửu Lễ, Hàn Yết Kiệt, phát hiện. Trong phòng livestream phản hồi cho fan, Hách Tịch phát hiện một ID tên là Cửu Lễ và tự nhiên nghĩ đó là Cố Cửu Lễ, nhưng không ngờ đó chỉ là Hàn Yết Kiệt giúp Cố Cửu Lễ thoát ế. Hách Tịch đạt 69 điểm môn toán cao cấp và phải đối mặt với kỳ thi phụ. Hồ Quan Hy nghe thấy liền chế nhạo và định kể cho mọi người. Hách Tịch đành phải đồng ý tặng cho anh ta đồ lưu niệm của thần tượng và cầu xin anh giúp đỡ cô ôn tập toán cao cấp. Hồ Quan Hy miễn cưỡng đồng ý, hai người tận dụng thời gian ăn trưa để ôn tập, nhưng bị đồng nghiệp hiểu lầm có mối quan hệ mập mờ. Cố Cửu Lễ tình cờ thấy Hồ Quan Hy chỉ vào đầu Hách Tịch mà mắng, hai người trông rất thân mật. Lần này, chị Hồ chuẩn bị quà là cốc uống nước, vì cô ấy nghĩ Hách Tịch bị táo bón nên đã nói riêng với Cố Cửu Lễ, vậy nên món quà này do Cố Cửu Lễ đặc biệt sắp xếp. Mọi người chọc ghẹo Hách Tịch và Hồ Quan Hy. Hồ Quan Hy suýt nữa thì nói ra bí mật của Hách Tịch. Để bị miệng, Hách Tịch lại thêm một bức ảnh có chữ ký đưa cho anh. Hồ Quan Hy vui vẻ ôm cô ấy chạy nhảy. Cố Cửu Lễ hiểu chuyện cũng không can thiệp vào đời tư của nhân viên. Hàn Yết Kiệt dưới danh nghĩa của Cố Cửu Lễ tặng Hách Tịch một món quà, cũng là cốc uống nước. Điều này khiến Hách Tịch càng thêm vui mừng. Sau đó, Hách Tịch nhận được tin nhắn hẹn cô ăn trưa vào ngày hôm sau. Hàn Yết Kiệt nói với Cố Cửu Lễ rằng mình đã giúp anh hẹn một người mà anh muốn hẹn nhưng không dám hẹn. Ngày hôm sau, Hách Tịch ăn trưa với bộ dạng của A Đại, nhưng nhận được tin nhắn phải đi học bổ túc toán cao cấp, đành phải nhờ dì nhỏ giúp đỡ gặp mặt. Hách Tịch nhảy nhót trở về Cửu Thiên lấy đồ, nhưng phát hiện Cố Cửu Lễ lại ở công ty, anh không nhận ra Hách Tịch mà lại nhận ra chiếc vòng cổ. Tối hôm qua Cố Cửu Lễ đã biết chuyện của Hàn Yết Kiệt nên đã đặc biệt giải thích cho Hách Tịch, khiến cô hơi buồn lòng. Hách Tịch thăm dò hỏi Cố Cửu Lễ liệu anh có chút hảo cảm nào với cô không, nhưng thực tế Cố Cửu Lễ hoàn toàn không quan tâm đến cô, tất cả hành động của Hách Tịch trong mắt Cố Cửu Lễ đều rất giả tạo. Hách Tịch buồn bã để lại một món quà, cô không thích nợ người khác. Cô đã phải lòng Cố Cửu Lễ ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Cố Cửu Lễ nói rằng cô trang điểm kỳ lạ, hát những bài hát kỳ lạ, Hách Tịch không đồng ý. Anh có thể không thích cô, nhưng không thể coi thường công việc của cô, dù Hách Tịch thích Cố Cửu Lễ, nhưng họ là bình đẳng với nhau. Sau khi rời khỏi công nghệ Cửu Thiên, buổi bổ túc đã kết thúc, bạn thân của cô đã mắng cô một trận.
và không ngờ vào lúc này lại nhận được tin nhắn nói rằng ông chủ lớn muốn Manh Manh Tương và cô biết, người thắng mới có thể tham gia đại hội ký tú. Hách Tịch vừa bị từ chối đã cảm thấy tổn thương và sụp đổ. Hàn Ích Kiệt phải lòng gì nhỏ ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai người đến thay mặt Hách Tịch và Cố Cửu Lễ, cả hai đều không mang ý định tốt, cao thủ chạm trán, mỗi đòn đều chí mạng. Hàn Ích Kiệt dẫn dì nhỏ đi ăn quán vỉa hè, dì nhỏ ban đầu muốn dạy dỗ anh ta một bài học, nhưng không ngờ họ có thói quen ăn uống hoàn toàn giống nhau, khiến Hàn Ích Kiệt nhìn cô với ánh mắt khác. Dì nhỏ nhận được một tin nhắn và vội vàng rời đi, khiến Hàn Ích Kiệt hoàn toàn tin tưởng vào cô. Tuy nhiên, Hàn Ích Kiệt vẫn nghĩ rằng người đến là Hách Tịch, Cố Cửu Lễ cũng nghĩ như vậy. Dì nhỏ về nhà bảo Hách Tịch nghỉ việc, nhưng Hách Tịch bọc mình chặt chẽ, muốn khóc mà không thể, nói rằng cô không gặp Cố Cửu Lễ. Hách Tịch điều chỉnh tâm trạng và tiếp tục đi làm, chỉ là mỗi khi gặp Cố Cửu Lễ lại cảm thấy đau lòng. Trong cuộc họp, Hồ Quan Hy bị chỉ trích. Cậu và Cố Cửu Lễ suýt chút nữa bắt đầu cãi nhau. Hách Tịch tốt bụng tiến lên can ngăn nhưng bị Hồ Quan Hy mắng một trận. Cố Cửu Lễ lại đặc biệt nhắc nhở không nên đem cảm xúc công việc vào chuyện tình cảm. Hồ Quan Hy bảo Hách Tịch đi giải thích mối quan hệ của họ với Cố Cửu Lễ. Hai người liền đến trước mặt Cố Cửu Lễ để giải thích. Dưới sức ép của Hồ Quan Hy, họ nói ra mục đích thực sự khi họ ở cùng nhau, đó là học bổ túc. Chỉ là giọng điệu của Hồ Quan Hy khiến Hách Tịch trở thành một người phụ nữ ngốc nghếch. Cố Cửu Lễ kiên quyết đòi anh ta phải xin lỗi, nhưng Hồ Quan Hy lại nói, ai nếu dạy được cô, cậu không chỉ xin lỗi mà sẽ ăn thêm chuột. Một nhóm nam sinh kỹ thuật quây quanh Hách Tịch giúp cô học bổ túc, nhưng Hách Tịch thực sự không có tài năng, mọi người đều bó tay. Cố Cửu Lễ chỉ đưa ra một ví dụ, Hách Tịch liền hiểu ra ngay. Sau giờ làm, Cố Cửu Lễ tốt bụng đưa Hách Tịch về nhà. Thực ra đúng sai nhiều người biết nhưng ít người làm được. Hách Tịch là một trong số ít người đó, được khen ngợi khiến tâm trạng của Hách Tịch rất tốt. Hàn Ích Kiệt thấy Cố Cửu Lễ xem TV rất ngạc nhiên, Cố Cửu Lễ vội vàng tắt TV và trở về phòng lén lút xem Hậu Cung Chân Hoàn truyện. Hàn Ích Kiệt gia nhập công nghệ Cửu Thiên, ngay lập tức bắt đầu bàn tán về mối quan hệ giữa Cố Cửu Lễ và Hách Tịch. Lý do Cố Cửu Lễ xem Hậu Cung Chân Hoàn truyện thực sự cũng là để giúp Hách Tịch học bổ túc, nhờ những ví dụ đặc biệt của anh, Hách Tịch cuối cùng đã học được toán cao cấp. Hàn Ích Kiệt cuối cùng đã hiểu ra rằng Cố Cửu Lễ không thích A Đại, mà thích một người trong sáng và đáng thương như Hách Tịch. Hàn Ích Kiệt cho rằng vị trí giám đốc của Cố Cửu Lễ không có nhiều uy tín, Cố Cửu Lễ cũng hy vọng có thể khiến mọi người đồng lòng và cùng nhau phấn đấu, chỉ là hiện tại có vẻ khó khăn. Hách Tịch hào phóng tặng cho Hồ Quan Hy đồ lưu niệm của thần tượng và Hồ Quan Hy cũng cúi đầu xin lỗi, thực ra anh ta đang tức giận Cố Cửu Lễ. Hóa ra khi Hồ Quan Hy mới tốt nghiệp đã có lựa chọn tốt hơn, nhưng lại chọn theo Cố Cửu Lễ vì một câu nói của anh ta. Thực ra trước khi khởi nghiệp Cố Cửu Lễ cũng rất giỏi, khởi nghiệp cũng không dùng một đồng của tập đoàn Hoa Thị, tất cả đều là tiền của chính mình. Trước đây họ không có tiền, sống ở một nơi nhỏ ở ngoại ô, dù khổ nhưng rất vui vẻ. Nhưng Hồ Quan Hy cảm thấy từ khi chuyển đến đây Cố Cửu Lễ đã thay đổi, tự tạo động cơ là điều Cố Cửu Lễ chắc chắn không thể làm được. Hồ Quan Hy và Sử Phi họ đang tìm kiếm động cơ phi nhân loại, nó có thể được sử dụng bởi Cửu Thiên, chỉ là người sáng tạo ra nó lại không xuất hiện. Họ đã để lại một ấn tượng sâu sắc trên sân khấu thế giới và sau đó biến mất không dấu vết. Mọi người cho rằng Cố Cửu Lễ phát triển động cơ cần một phép màu, đây là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Hách Tịch rất tức giận, không hiểu tại sao họ không tin Cố Cửu Lễ có thể làm được. Thực ra Cố Cửu Lễ chính là người sáng tạo ra động cơ phi nhân loại. Hàn Ích Kiệt muốn tiết lộ sự thật cho mọi người, nhưng Cố Cửu Lễ không muốn làm vậy. Trong thời điểm sinh tử của công ty, mọi người đã quên mất khái niệm đi làm và tan làm. Hách Tịch đợi đã lâu, thấy sắp muộn, cô chỉ đành mang ba lô lẻn đi vào nhà vệ sinh trang điểm. Sau khi trang điểm xong, Hách Tịch gặp Cố Cửu Lễ, anh đã xin lỗi vì những chuyện trước đó và hy vọng cô giúp tìm các đồng nghiệp của Cửu Thiên. Hách Tịch ứng phó nhẹ nhàng và sau đó đi thẳng đến phòng livestream. Chỉ là hiệu quả livestream hôm nay không mấy tốt, Hách Tịch thử thách bản thân bằng rock, nhạc mạnh của mình nhưng vẫn không thể lật ngược tình thế, hiện tại cô và Manh Manh Tương hoàn toàn không cùng một cấp độ. Sau giờ làm, Hách Tịch đi xe đạp và Manh Manh Tương lái xe hơi đi ngang qua nhau, Cố Cửu Lễ gửi tin nhắn quan tâm đến tình hình sức khỏe của cô, khiến tâm trạng Hách Tịch sáng sủa trở lại. Hàn Ích Kiệt cố gắng tìm mọi cách để liên lạc với A Đại, sau khi thất bại đã đi tìm hiểu về Hách Tịch, Cố Cửu Lễ chưa bao giờ tuyển nữ giới vào công ty, nhưng Hách Tịch là ngoại lệ, Cố Cửu Lễ cũng không bao giờ dạy kèm cho ai, nhưng Hách Tịch cũng là một ngoại lệ. Hàn Ích Kiệt nói rõ Cố Cửu Lễ coi Hách Tịch khác biệt, anh khuyên cô mời Cố Cửu Lễ đi ăn. Hàn Ích Kiệt rất quan tâm đến việc giúp Cố Cửu Lễ thoát ế, nhưng Hách Tịch lại không dám tiến lên. Dì nhỏ gặp Hàn Ích Kiệt tại công ty và cả hai đều đầy thăm dò. Sếp bảo dì nhỏ chăm sóc Hàn Ích Kiệt, dì nhỏ giải thích cô không phải là A Đại, cô chỉ là bạn của A Đại, nhưng Hàn Ích Kiệt không tin. Sau khi thảo luận xong kế hoạch, Hàn Ích Kiệt ép dì nhỏ mời mình ăn tối và họ lại đến quán vỉa hè lần trước. Đối với Hàn Ích Kiệt, cô ấy là ai không quan trọng, bởi vì người anh thích chính là dì nhỏ trước mặt. Không ngờ ngay sau đó dì nhỏ giới thiệu bạn trai của mình là Đại Tả, khiến sắc mặt Hàn Ích Kiệt trở nên tối sầm. Trên đường về nhà, Đại Tả lúng túng muốn nói gì đó với dì nhỏ, nhưng cô đang chìm đắm trong công việc và không nhận ra. Khi học bổ túc, Hách Tịch đau đầu suy nghĩ cách mời Cố Cửu Lễ đi ăn, cuối cùng cô cũng tìm ra một lý do kém cỏi, không ngờ Cố Cửu Lễ dễ dàng đồng ý. Chỉ là nhà hàng Hách Tịch đặt là một nhà hàng dành cho cặp đôi, trước khi ăn còn phải chơi trò chơi, Cố Cửu Lễ rút phải nhiệm vụ búi tóc cho đồng đội. Cố Cửu Lễ rất cố gắng muốn búi cho Hách Tịch một kiểu tóc búi hoàn hảo, nhưng vì tay không khéo, Hách Tịch bị tra tấn nhiều lần mới vừa lòng làm được một kiểu,
Nhân viên nhà hàng vội vàng vào cuộc giúp đỡ, cuối cùng hai người mới có thể ăn tối. Cửa hàng còn có một hoạt động, chỉ cần đăng mã QR lên phòng bạn bè thu thập được 100 lượt thích sẽ nhận được một đùi gà cay. Hách Tịch biết Cố Cửu Lễ không ăn cay nên không gọi. Nhưng cô đi vệ sinh, Cố Cửu Lễ đã chia sẻ mã QR lên phòng bạn bè để thu thập lượt thích vì anh nhận ra Hách Tịch thực sự muốn ăn. Hách Tịch cũng nhớ đến lời Hàn Ích Kiệt nói, Cố Cửu Lễ đối xử với mình khác biệt. Hồ Quan Hy và Sử Phi lần lượt gọi điện tám chuyện, một nghi ngờ Cố Cửu Lễ đi ăn với phụ nữ khác, một nghi ngờ phòng bạn của Cố Cửu Lễ bị hách, khiến Cố Cửu Lễ rất bối rối, còn Hách Tịch thì thầm vui mừng trong lòng. Hách Tịch ban đầu muốn lén lút thanh toán hóa đơn, nhưng cuối cùng Cố Cửu Lễ đã trả tiền. Nhân viên phục vụ đưa cho họ bức ảnh vừa chụp, Hách Tịch cũng thú nhận cô đã nói dối anh về bữa ăn, cô thực sự muốn mời anh ăn để bày tỏ lòng biết ơn. Cố Cửu Lễ nói lần sau cô có thể trực tiếp nói với anh, khiến Hách Tịch càng thêm vui mừng. Hàn Ích Kiệt dù rất buồn bã vì dì nhỏ có bạn trai, nhưng vẫn lo lắng cho đời sống tình cảm của Cố Cửu Lễ. Hách Tịch tình cờ nghe thấy Hàn Ích Kiệt và Sử Phi đang tìm hiểu về đời sống tình cảm gần đây của Cố Cửu Lễ. Họ nói rằng Cố Cửu Lễ chắc chắn đã thích Hách Tịch. Trong buổi live stream, Hách Tịch chọn kết nối trực tiếp với Manh Manh Tương để biết lượt click, hai bên hẹn nhau vào tối thứ năm. Nhận ra mình đã thích Cố Cửu Lễ, Hách Tịch không còn giúp bạn làm bình phong cho bạn mình là Chu Dịch nữa, Chu Dịch đành phải kéo Phán Phán giúp đỡ để tránh bạn gái cũ. Hách Tịch lại hỏi Phán Phán làm thế nào để biết người khác thích mình, và tất cả những gì Phán Phán nói đều khớp với hành động của Cố Cửu Lễ, khiến Hách Tịch xác nhận rằng Cố Cửu Lễ thực sự thích cô. Phán Phán khuyên Hách Tịch nên chủ động tấn công. Ngày hôm sau, với sự giúp đỡ của chuyên gia Phán Phán, Hách Tịch mặc chiếc váy hoa đặc biệt đứng chờ dưới tòa nhà công ty, muốn lao vào lòng Cố Cửu Lễ nhưng lại xảy ra sự cố. Phán Phán còn giúp Hách Tịch gửi cho Cố Cửu Lễ một món quà là kẹo lạc tự làm. Cố Cửu Lễ ăn xong đã đặc biệt cảm ơn Hách Tịch. Không ngờ Cố Cửu Lễ bị dị ứng với lạc và phải nhập viện. Hách Tịch khóc không ra nước mắt. Sử Phi đặc biệt sắp xếp Hách Tịch gửi tài liệu cho Cố Cửu Lễ. Hách Tịch với thái độ áy náy đã đến nhà anh, còn mang theo trà sữa. Chỉ là khi Hách Tịch nhập sai mật khẩu, cửa liền bị khóa lại. Cố Cửu Lễ phải lục lọi tìm chìa khóa dự phòng. Hách Tịch tình cờ nhìn thấy ảnh của anh và bố mẹ, tò mò hỏi về bố mẹ anh, tiếc là họ đã qua đời 10 năm trước. Cố Cửu Lễ không tìm thấy chìa khóa, trong lúc chờ người đến sửa, Cố Cửu Lễ đang xử lý công việc, thấy Hách Tịch bên cạnh có vẻ lúng túng nên bảo cô xem TV. Hách Tịch vì muốn đi vệ sinh mà trở nên bồn chồn trên ghế sofa, sau khi tâm lý đã sẵn sàng mới hỏi về phòng vệ sinh và vội vã rời đi. Tuy nhiên, Hách Tịch trong phòng vệ sinh của Cố Cửu Lễ thấy rất nhiều sản phẩm chăm sóc da, điều này khiến cô đột nhiên cảm thấy thất vọng. Khi từ phòng vệ sinh ra, Cố Cửu Lễ đã ngủ trên sofa, Hách Tịch đã phủ cho anh chiếc chăn, cô đang thất vọng thì nghe thấy giọng nói của Hàn Ích Kiệt. Hách Tịch nhận ra Hàn Ích Kiệt sống chung với Cố Cửu Lễ, hóa ra cô đã hiểu lầm. Cố Cửu Lễ ngăn không cho cô lên tiếng, sau đó bảo Hàn Ích Kiệt một giờ sau mới quay lại. Hàn Ích Kiệt nhận ra Cố Cửu Lễ đang ở cùng với một cô gái, đã tinh tế rời đi. Bụng Hách Tịch đói meo, Cố Cửu Lễ đã hấp hai phần trứng cho Hách Tịch ăn, cô khen ngợi kỹ năng nấu ăn của anh. Cả hai đồng thời nhận được cuộc gọi, hôm nay là thứ năm, ngày Hách Tịch biết với Manh Manh Tương, nhưng cuộc gọi của Cố Cửu Lễ là từ thợ sửa. Xe của thợ sửa đã bị trầy trên đường không thể đến được, chỉ có thể chờ đến ngày mai, điều này có nghĩa là hai người phải ở chung một đêm. Hách Tịch rất phấn khích, vội vàng đồng ý. Dì nhỏ và đại tả trên đường về nhà, tâm trạng của đại tả rất kỳ lạ, nhưng dì nhỏ không nhận ra. Lốp xe bỗng nhiên bị nổ, dì nhỏ xuống xe sửa, điều này làm tổn thương lòng tự trọng của đại tả mạnh mẽ, cộng thêm cuộc sống luôn nữ mạnh nam yếu, đại tả đã đề xuất chia tay với dì nhỏ. Dì nhỏ đơn độc đi trong mưa, chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ live stream, nhưng Hách Tịch vẫn không biết mình sẽ live stream ở đâu. Cuối cùng chỉ có thể chọn đi vào nhà vệ sinh. Thời gian không còn nhiều, Hách Tịch không trang điểm và không lộ mặt, chỉ đơn giản hát. Chỉ là khi Hách Tịch đang hát thì bị Cố Cửu Lễ nghe thấy, Cố Cửu Lễ gõ cửa, làm Hách Tịch sợ hãi đến mức không dám hát nữa. Không ngờ lại bị fan trong phòng live stream hiểu nhầm là không hát được nốt cao, biết thua và Hách Tịch phải chịu phạt. Chu Dịch lại cố ý gọi điện để hỏi tình hình, nghe thấy tiếng hỏi của Cố Cửu Lễ từ bên ngoài cửa, Hách Tịch với tâm trạng rối bời đã cúp máy. Sau khi tắm xong, Hách Tịch mặc chiếc áo ngủ rộng rãi mà Cố Cửu Lễ chuẩn bị bước ra, nhưng cảnh này khiến khuôn mặt Cố Cửu Lễ đỏ bừng như quả hồng, giọng anh còn hơi khàn. Hách Tịch nghĩ Cố Cửu Lễ bị ốm nên đã ngăn cản anh uống nước đá, nhưng Cố Cửu Lễ cố chấp giật lấy, để lại lời nhắn phòng của Hàn Ích Kiệt quá bừa bộn, bảo cô ngủ ở sofa rồi quay về phòng. Hách Tịch nhìn theo bóng lưng anh mà băn khoăn, anh tối nay thật lạ. Hàn Ích Kiệt không có chỗ đi, thấy dì nhỏ ướt như chuột lột, vội vàng thuê phòng khách sạn cho cô đi tắm. Tâm trạng của dì nhỏ rất tồi tệ, tay còn có vết thương do sửa xe. Hàn Ích Kiệt giúp cô sấy khô tóc, hy vọng có mình ở đây, hôm nay của dì nhỏ sẽ không tệ. Hàn Ích Kiệt gọi một bữa ăn, còn có nước gừng đặc biệt chuẩn bị cho dì nhỏ, sau đó chuẩn bị quay về công ty. Dì nhỏ bề ngoài không biểu hiện gì, nhưng vẫn rất cảm động mời anh ở lại, nhưng chỉ có thể ngủ trên sofa. Cố Cửu Lễ khát nước giữa đêm nhưng không dám ra ngoài tìm nước uống. Hách Tịch trên sofa vẫn còn phấn khích và hứng thú vì được sống dưới cùng một mái nhà với anh. Cô còn đặc biệt đặt báo thức để dậy sớm hơn Cố Cửu Lễ vì không muốn để anh nhìn thấy bản thân mình lúc tóc tai bù xù. Tuy nhiên, sáng hôm sau Hách Tịch tỉnh dậy lại phát hiện mọi chuyện không đơn giản, cô đặt nhầm báo thức. Nghĩ rằng Cố Cửu Lễ vẫn chưa thức dậy liền lấy thìa để xử lý bọng mắt sưng, nhưng Cố Cửu Lễ vừa đi chạy bộ về thấy cảnh tượng này rất ngạc nhiên.
Hách Tịch đã dùng sữa rửa mặt của Cố Cửu Lễ. Sau khi ăn sáng, hai người cùng nhau đi làm. Trên đường, Hách Tịch muốn thể hiện hình ảnh yêu thích thể dục, không ngờ Cố Cửu Lễ lại tiết lộ sự thật về việc cô nói mơ và chảy nước dãi sáng nay, và trong mơ còn mắng Cố Cửu Lễ. Hách Tịch vì lời nói của Cố Cửu Lễ mà hoảng sợ, ôm chặt cánh tay anh để thể hiện lòng trung thành, nói rằng anh chính là ông chủ tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, Cố Cửu Lễ chỉ là đang trêu cô. Hách Tịch giận dỗi, Cố Cửu Lễ vội vã vuốt đầu cô xin lỗi. Hàn Yết Kiệt tỉnh dậy sớm phát hiện dì nhỏ đã biến mất, trong phòng còn lại một ít tiền. Hàn Yết Kiệt gọi điện cho dì nhỏ nhưng bị cô lạnh lùng cúp máy. Hàn Yết Kiệt rất làm màu đăng một bài viết kỷ niệm đêm mơ hồ tối qua, dì nhỏ thấy mà khóc không ra nước mắt, yêu cầu Hàn Yết Kiệt xóa bài viết. Nhưng anh cố chấp muốn cô trở thành bạn gái mình, từ tình trạng của dì nhỏ hôm qua có thể thấy cô đã chia tay, dì nhỏ không thể lừa được Hàn Yết Kiệt. Hàn Yết Kiệt phát hiện Cố Cửu Lễ đang chăm chú nhìn Hách Tịch không chớp mắt, anh cũng nhìn thấu tâm tư của Cố Cửu Lễ, anh ta đang sợ hãi bởi vì Cố Cửu Lễ chưa bao giờ thích ai cả. Cố Cửu Lễ không chắc chắn mình có thích Hách Tịch không, có lẽ cô ấy đối với mình chỉ là một cấp dưới không mấy khác biệt, không phải là tình cảm nam nữ. Trong lúc học bổ túc, Cố Cửu Lễ thấy Hách Tịch hơi mất tập trung, nên nói nếu cô giải được bài toán này sẽ có thưởng. Hách Tịch lập tức mở to mắt, hứng thú hỏi bất cứ cái gì cũng được phải không, không sợ tôi đưa ra yêu cầu quá đáng. Nghe thấy câu này, Cố Cửu Lễ lại càng hứng thú, hỏi cô muốn thưởng gì. Hách Tịch tất nhiên không dám nói mong muốn anh thích mình, chỉ lắc đầu nói không cần thưởng. Sắc mặt Cố Cửu Lễ có chút kỳ lạ, sau đó tự nhiên nói dù cô giải được hay không, anh cũng sẽ đưa cô về nhà. Sau khi học bổ túc, Cố Cửu Lễ và Hách Tịch không thể chờ được thang máy, nên bắt đầu đi bộ xuống cầu thang. Vì ánh sáng mờ ảo có chút sợ hãi, Cố Cửu Lễ hào phóng đưa tay cho Hách Tịch dựa vào. Trong xe, Cố Cửu Lễ tức giận xé bỏ cà vạt, sau đó đột ngột đạp phanh, Hách Tịch không hiểu chuyện gì, không khí rất kỳ lạ. Dì nhỏ phát hiện Hách Tịch được Cố Cửu Lễ đưa về liền rất tò mò, Hách Tịch nói anh chỉ là tiện đường. Dì nhỏ hỏi Hách Tịch về Hàn Yết Kiệt, bởi anh ta đang theo đuổi mình. Tâm trạng của Cố Cửu Lễ rất kỳ lạ, nhưng Hàn Yết Kiệt lại nói chuyện rất vui vẻ với dì nhỏ. Hách Tịch vô tình tiết lộ chuyện cô và Cố Cửu Lễ ở cùng nhau, sau đó cũng biết dì nhỏ và đại tả đã chia tay. Về phần Hàn Yết Kiệt, dì nhỏ nghĩ anh ta có vẻ ngoài và gia thế tốt, cô không có lý do gì để từ chối anh ta. Nhưng nếu họ ở cùng nhau, danh tính A Đại của Hách Tịch cũng sẽ không giấu được trước mặt Cố Cửu Lễ. Hách Tịch dù có chút do dự, nhưng vẫn quyết định nhường chỗ cho tình cảm của dì nhỏ, tận tâm tận lực ủng hộ. Nhưng những lời dì nhỏ nói trước đó đều là lừa dối, cô cảm thấy Hàn Yết Kiệt trẻ con, hơi hợt và làm màu, không hề có ý định ở cùng anh ta. Cái túi đại tả tặng cho dì nhỏ, cô đã tặng lại cho Hách Tịch, vẻ ngoài tỏ ra rộng lượng, nhưng nỗi buồn chỉ khi một mình mới lộ ra. Cố Cửu Lễ cảm thấy buồn chán, đăng một bài viết nhưng không ai like, đặc biệt là Hách Tịch. Hàn Yết Kiệt thấy Cố Cửu Lễ buồn bã vì vậy nên đã rộng lượng dạy cho anh một vài mẹo. Cố Cửu Lễ gửi một tin nhắn cho Hách Tịch rồi cố ý thu hồi để tạo chủ đề trò chuyện. Ngày hôm sau, Hách Tịch gửi cho Cố Cửu Lễ một món quà giảm căng thẳng, Hàn Yết Kiệt lén lút quan sát từ một bên. Hàn Yết Kiệt đưa cho Cố Cửu Lễ một bảng đánh giá tình yêu, yêu cầu Cố Cửu Lễ cho Hách Tịch điểm. Hách Tịch quyết định sưu tầm một số biểu cảm của chó, làm việc chăm chỉ, nhưng sau khi Cố Cửu Lễ cho điểm, anh phát hiện điểm của cô ấy thực sự không đạt. Ngày sinh nhật của Cố Cửu Lễ, anh muốn mời mọi người cùng hát karaoke. Hách Tịch đang đi chụp ngoại cảnh khi biết tin này, cô đặc biệt mua một món quà trước khi đến. Mọi người cùng chơi trò bạn vẽ tôi đoán, Cố Cửu Lễ và Hách Tịch được chia vào một nhóm. Hàn Yết Kiệt cố ý đưa ra nhiều từ ngữ mang tính ám chỉ, như một nụ hôn định mệnh. Hàn Yết Kiệt liên tục khuyến khích Cố Cửu Lễ hành động, Cố Cửu Lễ cẩn thận tiến gần miệng Hách Tịch. Trong lòng Hách Tịch không hề có ý định từ chối, dù sao nếu lần đầu hôn là với Cố Cửu Lễ cũng không phải là thiệt thòi. Đúng lúc quan trọng này, lại bị người khác gián đoạn. Cố Cửu Lễ ôm Hách Tịch, mở khóa cửa và dùng sức đẩy cô vào tường sau cửa, yêu cầu cô nhớ mật khẩu. Hách Tịch định rót nước cho Cố Cửu Lễ nhưng bị anh ấn xuống sofa và làm tóc búi cho đến khi có một kiểu tóc búi đẹp mới thôi. Cố Cửu Lễ nhìn qua nhìn lại, khiến Hách Tịch bối rối trong lòng, nhưng vẫn tự nhủ không thể lao vào anh. Cố Cửu Lễ muốn chụp ảnh gửi cho bọn Sử Phi xem, Hách Tịch nỗ lực ngăn cản và hai người vô tình ngã xuống sofa. Hách Tịch ngã dưới người Cố Cửu Lễ, hỏi anh có thích cô dù chỉ một chút không. Cố Cửu Lễ không trả lời Hách Tịch nhân cơ hội thú nhận tình cảm. Thực ra từ lần đầu tiên gặp mặt cô đã thích Cố Cửu Lễ, sau càng tiếp xúc càng thích nhiều hơn. Cố Cửu Lễ không trả lời, chỉ lặng lặng ngủ thiếp đi, khiến Hách Tịch vô cùng bực bội nhưng trong lòng cũng có chút thích thú. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Hách Tịch đã rời đi, Hàn Yết Kiệt về nhà trêu chọc Cố Cửu Lễ, nhưng Cố Cửu Lễ không hề biết Hách Tịch đã đến tối qua. Mặc dù anh xác nhận giữa họ không có chuyện gì xảy ra, nhưng dưới sự nhắc nhở của Hàn Yết Kiệt, Cố Cửu Lễ mới nhớ lại những khoảnh khắc đã qua với Hách Tịch tối qua. Hách Tịch quên không đưa quà sinh nhật, nên sáng sớm đã đặt quà sinh nhật trong văn phòng của anh. Tình cờ phát hiện bảng điểm Cố Cửu Lễ vứt vào thùng rác, Hách Tịch thấy mình chỉ có 36 điểm, lòng cô rất u ám, cả ngày làm việc đều không hứng thú. Hách Tịch lại càng buồn hơn khi thấy ống hút giảm xì chết mình tặng Cố Cửu Lễ trong phòng trà của công ty. Cố Cửu Lễ quả thật không thích mình, thậm chí không giữ lại món đồ cô tặng. Hồ Quan Hy đến tám chuyện về mối quan hệ giữa Cố Cửu Lễ và Hách Tịch. Hách Tịch với tâm trạng u sầu phủ nhận. Hồ Quan Hy cố ý đưa biểu cảm vừa rồi của Hách Tịch lên màn hình lớn. Sự thất vọng của cô rõ ràng, Hách Tịch chỉ có thể giải thích một cách bao biện. Cố Cửu Lễ cuối cùng phải gọi cô vào văn phòng, lấy ra ống hút giảm xì chết Hách Tịch tặng cho mình,
tâm trạng của Hách Tịch lập tức được cải thiện. Khi kiểm tra chương trình, Cố Cửu Lễ để Hách Tịch đưa ra lệnh, mọi người xung quanh máy tính nói qua nói lại, rất nhanh robot đã gặp sự cố. Cố Cửu Lễ và Hàn Ích Kiệt đau đầu về vấn đề này. Hàn Ích Kiệt cho rằng Cố Cửu Lễ là một lập trình viên thiên tài, nhưng robot không thể chứa đựng ý tưởng của anh. Mọi người đều không vui, Hồ Quan Hy thậm chí tuyên bố sẽ nghỉ việc, nhưng mọi người đều rõ về tính cách của Cố Cửu Lễ, cũng có người tuyên bố dù Cố Cửu Lễ làm gì họ cũng sẽ ủng hộ. Sử Phi cũng nói về việc Cố Cửu Lễ tự mình chi trả tiền thưởng, họ đều tin tưởng và ủng hộ Cố Cửu Lễ. Chu Dịch đến công ty tìm Hách Tịch vì đã thua Manh Manh Tương trong cuộc biết, khiến Hách Tịch rớt khỏi top 10. Cố Cửu Lễ thấy hành động thân mật giữa họ, tức giận đến mức cắn nát ống hút. Hàn Ích Kiệt ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, khuyên Cố Cửu Lễ nên chủ động tấn công. Cố Cửu Lễ đã trả tiền cho họ và còn gửi tặng một cốc sinh tố dâu. Khi Hách Tịch trở về văn phòng, Cố Cửu Lễ hỏi cô vừa rồi đã đi đâu trong giờ làm để tìm hiểu xem Chu Dịch là ai đối với cô. Cố Cửu Lễ còn nhắc nhở Hách Tịch sau giờ làm không được đi đâu, ở lại học bổ túc. Hách Tịch mạnh mẽ ủng hộ Cố Cửu Lễ, nhưng mọi người đều lo lắng, chạy đi hỏi Hàn Ích Kiệt về vị trí của Dương Vô Cùng. Hàn Ích Kiệt vì Cố Cửu Lễ giữ bí mật nên không thể tiết lộ sự thật. Đối với Cố Cửu Lễ, robot không chỉ là sự nghiệp mà còn là giấc mơ của anh. Sau giờ làm, Cố Cửu Lễ thấy Hách Tịch có vẻ có điều muộn phiền, đặc biệt đến nói chuyện với cô. Cố Cửu Lễ thăm dò hỏi Hách Tịch tối qua sau khi anh uống say có làm gì quá đáng không. Hách Tịch không muốn xấu hổ, chỉ nói cô đưa anh đến cửa rồi đi. Ngày mai là cuối tuần, Cố Cửu Lễ chủ động mời Hách Tịch đi một nơi cùng mình. Ngày hôm sau, Cố Cửu Lễ và Hách Tịch đi dạo trong khuôn viên trường đại học. Cố Cửu Lễ với vẻ ngoài điển trai thu hút nhiều ánh mắt của các cô gái mơ mộng. Hách Tịch cúi đầu không muốn đối mặt với những ánh mắt đó. Hai người gặp giáo viên toán cao cấp của Hách Tịch. Hách Tịch trốn sau lưng Cố Cửu Lễ cố gắng lẩn tránh nhưng vẫn bị giáo viên phát hiện và nghiêm khắc giáo dục. Cố Cửu Lễ tự xưng là người nhà của Hách Tịch và nói chuyện riêng với giáo viên. Anh muốn biết giáo viên nghĩ gì về điểm toán cao cấp của Hách Tịch. Giáo viên cho rằng cô ấy có nền tảng không tốt. Cố Cửu Lễ thăm dò xem Hách Tịch có bạn trai không. Giáo viên nhớ lại Hách Tịch dường như thân thiết với một nam sinh của khoa kinh tế. Cố Cửu Lễ đã vòng vo hỏi Hách Tịch có đang yêu không. Hách Tịch dĩ nhiên là không. Cô bận rộn với công việc ban ngày và ôn tập vào buổi tối, làm sao có thời gian yêu đương. Cố Cửu Lễ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ở đây đã cho Hách Tịch làm một bộ đề kiểm tra và điều bất ngờ là lần này Hách Tịch đã đạt điểm qua môn. Hách Tịch vô cùng hứng khởi đến mức ngập ngừng hỏi cô nên cảm ơn anh như thế nào. Cố Cửu Lễ nhận một cuộc điện thoại, từ chối với lý do tối có việc. Hách Tịch nghĩ mình đã làm phiền Cố Cửu Lễ, vội vàng bày tỏ rằng sau này Cố Cửu Lễ sẽ được giải thoát, mục tiêu của cô chỉ là đạt điểm qua môn. Nhưng Cố Cửu Lễ lại nhìn cô với vẻ mặt thất vọng và ủy khuất. Phán Phán đi ngang qua lớp học vội vàng vào chào Hách Tịch. Cố Cửu Lễ vì chuyện vừa rồi mà trở nên lạnh lùng. Chu Dịch cũng đến tìm Hách Tịch, khiến Cố Cửu Lễ cảm thấy ghen tị. Chu Dịch và Hách Tịch chuẩn bị cùng nhau rời đi. Cố Cửu Lễ không cam lòng hỏi đây có phải là buổi học cuối cùng không. Chu Dịch đứng ra tự giới thiệu và ngầm thể hiện mối quan hệ thân thiết với Hách Tịch. Cố Cửu Lễ thất vọng rời đi. Chu Dịch và Hách Tịch nói về chuyện livestream, nhưng trong lòng Hách Tịch chỉ nghĩ về Cố Cửu Lễ. Cô cảm thấy mình chỉ làm phiền mọi người, không làm được gì tốt. Cô cũng không muốn nhận phạt. Phan Phan có tình cảm với Cố Cửu Lễ ngay từ cái nhìn đầu tiên, muốn anh đưa về ký túc xá, nhưng Cố Cửu Lễ hoàn toàn không để ý và lái xe đi mất. Tháng này là tháng hạnh phúc của Hách Tịch, không chỉ gặp được người mình thích mà anh ấy còn giúp cô học bổ túc. Hách Tịch dần trở nên tham lam và tự hỏi liệu Cố Cửu Lễ có thích mình không, nhưng sau khi thấy mảnh giấy đó Hách Tịch lại cảm thấy mình tự cao tự đại, không xứng với Cố Cửu Lễ. Cố Cửu Lễ chứng kiến Hách Tịch và Chu Dịch có những cử chỉ thân mật, liền kéo Hàn Ích Kiệt ra ngoài chơi bóng rổ để giải tỏa. Cố Cửu Lễ đã nghĩ ra cách giải quyết cho robot, nhưng cần Hàn Ích Kiệt cho mượn một ít tiền. Ban đầu, Cố Cửu Lễ và Hàn Ích Kiệt dưới cái tên nhóm Dương Vô Cùng đã viết ra động cơ và giành được chức vô địch. 10 năm trước có thể lật ngược tình thế, 10 năm sau robot cũng có thể xuất hiện một cách ngoạn mục. Hàn Ích Kiệt thăm dò về chuyện giữa Hách Tịch và Cố Cửu Lễ. Hách Tịch hôm nay có chút kỳ lạ, Cố Cửu Lễ cũng rất buồn bã, nhưng nếu núi không đến với ta thì ta sẽ đến với núi. Hàn Ích Kiệt để thể hiện tình cảm với dì nhỏ đã đặt một đoạn video tỏ tình vào USB. Video này đã được phát trước mặt mọi người. Sau đó sếp cung đặc biệt hỏi thăm tình hình của dì nhỏ. Sếp cung không biết chuyện còn bảo dì nhỏ và Hàn Ích Kiệt nên xin lỗi nhau đàng hoàng. Hàn Ích Kiệt riêng tư xin lỗi dì nhỏ. Dì nhỏ kiên quyết từ chối lời tỏ tình của Hàn Ích Kiệt bởi anh không hiểu cô, nhưng Hàn Ích Kiệt không muốn từ bỏ. Manh Manh Tương gửi quà cho Hách Tịch là mù tạt, cô buộc phải ăn nó vì thua cuộc. Hàn Ích Kiệt và đồng nghiệp của dì nhỏ tìm hiểu về đời sống tình cảm của cô, không ngờ bạn trai của cô là kiểu thay mỗi mùa và bất ngờ biết dì nhỏ cũng là một sở chim mơ chuyên về ẩm thực. Dì nhỏ chuẩn bị cho Hách Tịch mù tạt giả không cay, nhưng Manh Manh Tương cố tình thêm gia vị, yêu cầu Hách Tịch vừa ăn mù tạt vừa hát. Hách Tịch đành phải đồng ý, dì nhỏ lo lắng bên cạnh. Trước khi kết thúc livestream, Hách Tịch bất ngờ cảm ơn Manh Manh Tương. Thực ra là sự xuất hiện của Manh Manh Tương đã giúp cô nhận ra bản thân. Cô luôn nghĩ mình là chị đại của Kỳ Tú, nhưng thực tế chỉ là chưa gặp đối thủ mạnh mẽ. Lời nói của Hách Tịch khiến fan trong phòng livestream tràn đầy bất bình với Manh Manh Tương, nhưng Hách Tịch thề trong lòng nhất định sẽ trở thành người khiến người khác phải ngưỡng mộ. Buổi livestream này tạo ra lượng click chưa từng có. Sếp Như đặc biệt yêu cầu Hách Tịch tăng thêm 30 phút thời gian livestream sau này. Hách Tịch may mắn nhưng tuần cuối cùng của cuộc biết cũng rất quan trọng. Với sự giúp đỡ của Cố Cửu Lễ, Hách Tịch đã vượt qua kỳ thi bổ túc. Cô nhảy nhót đi báo tin vui cho mọi người.
Ban đầu muốn gửi tin nhắn cho Cố Cửu Lễ nhưng cuối cùng tự nhắc nhở mình không được suy nghĩ lung tung. Sau buổi livestream tối nay, ông Ngưu gửi cho Hách Tịch bản hợp đồng cho trận chung kết của Kỳ Tú. Hách Tịch vô cùng phấn khích, vội vàng thu dọn những thứ khiến mình sa đà và quyết tâm tập trung cho trận chung kết. Tuy nhiên, đây cũng là đếm ngược thời gian nghỉ việc của Hách Tịch. Hàn Ích Kiệt muốn mượn máy tính của Cố Cửu Lễ để xem livestream của bạn gái, nhưng Cố Cửu Lễ đang chuẩn bị mua sản phẩm liên quan đến ngôi sao mà Hách Tịch yêu thích. Cuối cùng lại không mua được, Hàn Ích Kiệt không ngạc nhiên, anh không thể cạnh tranh với đám nhóc đó. Hồ Quan Hy đã mua được sản phẩm và Cố Cửu Lễ đã mua nó với giá cao trên diễn đàn và gửi ẩn danh cho Hách Tịch, nhưng khi chứng kiến Hách Tịch nhận được bưu kiện, anh mơ tưởng cô sẽ đến cảm ơn mình, không ngờ Hách Tịch lại tặng album cho Hồ Quan Hy, Hách Tịch nghĩ rằng đó là do đội ngũ quản lý gửi. Cố Cửu Lễ bên cạnh tức giận đến mức không thể nói được, lúc đó anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Hách Tịch, nhưng người mở lời là cảnh sát gọi đến từ đồn cảnh sát, Hách Tịch đang ở đồn. Cố Cửu Lễ vội vã đến đồn cảnh sát, hóa ra Hách Tịch đi thu thập ngoại cảnh, gặp kẻ trộm cắp máy ảnh và kiên quyết không buông tay, cuối cùng bị đưa đến đồn cảnh sát. Cố Cửu Lễ ký tên để bảo lãnh người một cách bất đắc dĩ. Cảnh sát nói Hách Tịch bị ngất, Cố Cửu Lễ không nói gì kéo cô đến bệnh viện, Hách Tịch không muốn đi, đành phải tìm cớ nói mình đến tháng. Cố Cửu Lễ mở lời muốn giải thích chuyện album, nhưng Hách Tịch quay đầu và ngủ thiếp đi trên ghế phụ. Trong cuộc nói chuyện về công việc với Hách Tịch, những lời chân thành khiến Cố Cửu Lễ nhớ đến cha mình. Khi ấy, anh mang chiến thắng của cuộc thi đến tìm cha, nhưng cha anh bận rộn với công việc và không quan tâm đến anh. Nhớ lại điều này, vẻ mặt Cố Cửu Lễ trở nên buồn bã và bố mẹ anh cũng đã không còn nữa. Lúc đó, Cố Cửu Lễ và Hàn Ích Kiệt đang chơi bóng rổ thì nhận được cuộc gọi thông báo cha mẹ gặp nạn. Cố Cửu Lễ đột nhiên hỏi Hách Tịch đang nghĩ gì, Hách Tịch trong lòng bực bội, sau đó nói rằng cô sẽ không đến công ty nữa từ ngày mai. Thời gian thực tập 3 tháng của cô đã kết thúc, cô sẽ rời khỏi công nghệ Cửu Thiên. Hách Tịch lấy ra giấy chứng nhận thực tập để Cố Cửu Lễ đóng dấu, Cố Cửu Lễ một lúc không thể chấp nhận sự thật cô sẽ rời đi. Và lý do của Hách Tịch là gia đình cô mong muốn cô trở thành giáo viên. Hách Tịch dọn dẹp đồ đạc và lặng lẽ rời khỏi công nghệ Cửu Thiên, còn để lại một món quà nhỏ trên bàn làm việc của mình, đó là bức ảnh chụp khi họ cùng nhau ăn tối tại nhà hàng. Sau khi Cố Cửu Lễ kết thúc cuộc gọi, Hách Tịch đã không còn ở đó nữa. Trong buổi livestream tối hôm đó, Hách Tịch tuyên bố muốn kết thúc quá khứ, hoàn toàn thay đổi. Nhưng sau khi livestream kết thúc, Hách Tịch cảm thấy vô cùng buồn bã. Sau giờ làm, Hách Tịch thấy Cố Cửu Lễ đang uống trà sữa dưới tòa nhà công ty, trông anh có vẻ không vui. Hách Tịch nhớ ra mình đi quá vội vàng tối hôm đó và quên không lấy giấy chứng nhận thực tập, liền nhắn tin nhờ anh gửi qua đường bưu điện cho mình, nhưng Cố Cửu Lễ trả lời rằng anh đã vứt bỏ nó. Hách Tịch tiếp tục thăm dò, Cố Cửu Lễ tức giận lái xe rời đi. Về nhà, Cố Cửu Lễ kể cho Hàn Ích Kiệt nghe tin tức Hách Tịch nghỉ việc, anh cảm thấy có lẽ từ đầu đến cuối Hách Tịch chưa bao giờ thích mình. Hàn Ích Kiệt thấy Cố Cửu Lễ có vẻ suy sụp như vậy liền vội vàng gọi điện cho cô, nhưng Hách Tịch không nhận điện thoại. Cố Cửu Lễ sắp xếp lại tâm trạng, bước ra khỏi phòng và thảo luận về công việc công ty với Hàn Ích Kiệt. Công ty đầu tư muốn cắt giảm dự án, họ có thể cần phải chuẩn bị. Công ty quyết định để Hách Tịch và Manh Manh Tương tạo thành một nhóm nhạc nữ và cùng biểu diễn. Hách Tịch cảm thấy rất buồn. Hơn nữa Manh Manh Tương vừa hát vừa nhảy một giờ không hề mệt, so với Hách Tịch thì thể lực của cô kém xa. Dì nhỏ yêu cầu Hách Tịch giúp đón người, không ngờ người đó lại chính là Hàn Ích Kiệt. Hàn Ích Kiệt sử dụng phần mềm bên ngoài để trở thành fan may mắn trong phòng livestream của dì nhỏ, nhưng Hách Tịch không tin đó là cái gọi là duyên phận. Hàn Ích Kiệt hỏi Hách Tịch tại sao nghỉ việc, Hách Tịch trả lời gia đình muốn cô trở thành giáo viên. Hàn Ích Kiệt ngay lập tức nói sẽ đi làm công tác tư tưởng với dì nhỏ. Hôm nay là buổi livestream của dì nhỏ cùng với fan may mắn. Đối mặt với Hàn Ích Kiệt, dì nhỏ chỉ có thể giữ nụ cười nhưng đã cho thêm một số gia vị vào súp của anh. Món thứ hai của dì nhỏ là lươn, sắc mặt Hàn Ích Kiệt đột nhiên thay đổi, không chỉ bản thân anh không ăn mà còn không cho dì nhỏ ăn. Buổi livestream buộc phải kết thúc, Hàn Ích Kiệt yêu cầu Hách Tịch ra ngoài trước, anh muốn nói chuyện riêng với dì nhỏ. Hóa ra khi Hàn Ích Kiệt 16 tuổi đã theo cha mẹ tham gia hoạt động biển, anh coi sinh vật biển như bạn bè của mình, vì vậy anh không bao giờ ăn hải sản. Khi Hàn Ích Kiệt rời nhà dì nhỏ, Hách Tịch hỏi anh có thực sự đang theo đuổi dì nhỏ không, bởi buổi livestream lần này có quảng cáo, sợ rằng sẽ phải đối mặt với việc bị đòi bồi thường. Hàn Ích Kiệt nói với Cố Cửu Lễ rằng mình đã gặp Hách Tịch, đùa rằng Hách Tịch bị Cố Cửu Lễ làm tổn thương nên mới muốn từ chức. Cố Cửu Lễ suýt chút nữa đã đi tìm Hách Tịch ngay lập tức. Hàn Ích Kiệt cho rằng mọi việc Hách Tịch làm cũng không nhận được phản hồi từ Cố Cửu Lễ, nên cô mới chán nản và quyết định rời đi. Có lẽ cảm xúc của Hách Tịch và Cố Cửu Lễ là giống nhau. Cố Cửu Lễ mở quà sinh nhật Hách Tịch tặng, nhìn vào bức ảnh chụp chung, Cố Cửu Lễ cũng cảm thấy buồn. Hàn Ích Kiệt nói với Cố Cửu Lễ, người mình thích là dì của Hách Tịch, sau này anh sẽ là chú nhỏ của Cố Cửu Lễ. Ngày hôm sau, Cố Cửu Lễ mặc trang phục rất chỉnh tề đến trường tìm Hách Tịch, tình cờ gặp Phán Phán và Hách Tịch đang giúp Chu Dịch chia tay. Cố Cửu Lễ nói việc bàn giao công việc không rõ ràng, anh sẽ không ký vào giấy chứng nhận thực tập của Hách Tịch và nếu Hách Tịch muốn đi, cô phải tìm người thay thế. Phán Phán lập tức nhảy ra nói mình có thể, Hách Tịch cũng nói Phán Phán phù hợp hơn mình, Cố Cửu Lễ lại một lần nữa buồn bã rời đi. Phán Phán nhận ra Chu Dịch thích Hách Tịch nên tới đề nghị hợp tác vì cô ta thích Cố Cửu Lễ. Hách Tịch ban đầu muốn đuổi theo Cố Cửu Lễ, nhưng khi thấy xe của anh, cô lại trốn đi. Trở lại công ty, Cố Cửu Lễ tức giận mắng Hồ Quan Hy. Hồ Quan Hy nghĩ rằng anh ấy chắc là đến tuổi mãn kinh rồi. Dự án của dì nhỏ gặp vấn đề,
cô ấy không thể ăn uống gì. Hàn Yết Kiệt thấy vậy liền cầm hộp cơm đến an ủi cô, còn nói chuyện vận chuyển sẽ tự mình giải quyết. Sau khi ăn xong, Hàn Yết Kiệt kéo dì nhỏ đến thủy cung, dì nhỏ trông có vẻ không hài lòng, hóa ra sự ngây thơ, trẻ con mới là bản chất của anh. Đây là lúc nguy cấp của viện nghiên cứu, tâm trạng của dì nhỏ đã tệ, anh lại còn dẫn cô đi xem sứa. Dì nhỏ giận dữ đánh vào Hàn Yết Kiệt một vài cái, mới nhận ra anh đang cố tình chọc giận mình để cô xả xì chết. Dì nhỏ nhìn những con sứa, cảm thấy lòng mình bình yên hơn nhiều và hai người nắm tay không rời. Hồ Quan Hy và Sử Phi muốn Cố Cửu Lễ phê duyệt ngân sách 2 triệu cho Dương Vô Cùng, họ kéo Hàn Yết Kiệt đi thuyết phục, nhưng Cố Cửu Lễ không đồng ý, còn bảo Hàn Yết Kiệt giải quyết họ, đừng để họ làm phiền mình nữa. Hàn Yết Kiệt khuyên họ phải tin tưởng Cố Cửu Lễ, nhưng họ lại muốn tự mình gây quỹ. Hàn Yết Kiệt đành thừa nhận Cố Cửu Lễ chính là Dương Vô Cùng, không ngờ họ không tin. Cố Cửu Lễ bận rộn với công việc nhưng cũng thường xuyên nhớ về Hách Tịch. Sáng hôm sau, cửa vào Công nghệ Cửu Thiên đã bị chật cứng bởi những nhà đầu tư, Công nghệ Cửu Thiên trở nên hỗn loạn từ trên xuống dưới. Ông Mã cũng đích thân đến nơi, Hàn Yết Kiệt vội vàng gọi điện cho Cố Cửu Lễ yêu cầu anh ngay lập tức đến công ty. Cố Cửu Lễ vừa đến bãi đậu xe đã gặp phải nhiều người đến xin đầu tư, mọi người biết Cố Cửu Lễ và Hàn Yết Kiệt chính là thiên tài trẻ xuất sắc ngày nào. Ông Mã cũng đưa ra điều kiện rất thuận lợi, nhưng Cố Cửu Lễ vẫn kiên trì giữ quyền kiểm soát đối với robot, cuối cùng đã thương lượng được 10 tỷ đầu tư cho Công nghệ Cửu Thiên. Công ty từ cõi chết trở về, Cố Cửu Lễ cũng trở thành thần tượng trong mắt mọi người. Tiếp theo là tổ chức một cuộc họp báo. Hách Tịch và Manh Manh Tương theo học vũ đạo với giáo viên, nhưng Hách Tịch hoàn toàn không theo kịp về thể lực. Trong lúc nghỉ ngơi mở nhóm chat và biết tin Cố Cửu Lễ chính là Dương Vô Cùng, điều này càng khích lệ Hách Tịch phải trở nên xuất sắc hơn. Mối quan hệ giữa Hách Tịch và Manh Manh Tương cũng dần thay đổi không ngờ, mặc dù là đối thủ nhưng cũng dành cho nhau sự ngưỡng mộ. Hàn Yết Kiệt giúp dì nhỏ xử lý xong việc phê duyệt, nhất định đòi cô đưa anh về nhà. Hai người trong bãi đậu xe gặp phải đại tả cho rằng dì nhỏ đã cài khiến ông cung luôn bắt lỗi luận văn của anh ta. Không những thế còn kiêu ngạo chỉ trích tính tình cô không tốt, Hàn Yết Kiệt không thể nghe nữa, tiến lên và nắm lấy cổ áo anh ta đòi một lời xin lỗi, thậm chí còn xảy ra xô xát. Hàn Yết Kiệt bị thương, được dì nhỏ đưa về nhà để sơ cứu vết thương, Hàn Yết Kiệt nhân cơ hội đòi được ôm, dì nhỏ dù miệng cứng nhưng lòng mềm, không biết phải làm sao với anh. Tuy nhiên, về vấn đề tỏ tình của Hàn Yết Kiệt, dì nhỏ vẫn chưa đồng ý, từ khi chia tay với đại tả cô cũng đang nghiêm túc suy ngẫm về bản thân. Có lẽ cô không cần đến đàn ông, dù sao đàn ông cũng không thích một người phụ nữ không cần họ. Hàn Yết Kiệt muốn chứng minh rằng dì nhỏ cũng có những điều không biết, như cô không biết làm nũng. Hàn Yết Kiệt không muốn dì nhỏ cảm thấy tội lỗi vì sự xuất sắc của mình, anh sẽ chắc chắn chinh phục được cô. Cuối cùng dì nhỏ cũng đã mềm lòng, đồng ý với lời theo đuổi của Hàn Yết Kiệt. Hàn Yết Kiệt tựa vào vai dì nhỏ không muốn rời xa, khi Hách Tịch trở về dì nhỏ lập tức đuổi anh đi. Hàn Yết Kiệt không chỉ công khai danh tính là chú nhỏ của Hách Tịch mà còn khuyên Hách Tịch quay trở lại Công nghệ Cửu Thiên. Hàn Yết Kiệt để làm mai cho Hách Tịch và Cố Cửu Lễ, hy vọng Cố Cửu Lễ tổ chức một buổi team building vào ngày 20 tháng 5. Cố Cửu Lễ suy nghĩ và cảm thấy đó là một ý tưởng tốt. Hách Tịch đã nghỉ việc nên cảm thấy không phù hợp để tham gia, nhưng dưới sự đe dọa của Hàn Yết Kiệt, Hách Tịch vẫn đồng ý. Vào ngày team building, Cố Cửu Lễ vẫn mặc một bộ siêu chỉnh tề. Dì nhỏ tham gia với tư cách là thành viên gia đình của Hàn Yết Kiệt, nhưng vì Cố Cửu Lễ không ký vào giấy chứng nhận thực tập ép buộc Hách Tịch tham gia team building, nên sắc mặt của dì nhỏ không được tốt. Hách Tịch cũng mang theo Chu Dịch, nói rằng họ lớn lên cùng nhau như gia đình, khiến sắc mặt của Cố Cửu Lễ trở nên rất khó coi. Trên xe, Hách Tịch và Chu Dịch nói chuyện thầm và đùa giỡn. Cố Cửu Lễ ngồi bên cạnh không thể giữ bình tĩnh. Hàn Yết Kiệt sợ Cố Cửu Lễ sẽ xông lên và đánh nhau với Chu Dịch. Dì nhỏ cảm thấy Cố Cửu Lễ bắt nạt Hách Tịch, quyết không đồng ý giúp Hàn Yết Kiệt đưa ra ý kiến. Và nếu Cố Cửu Lễ thực sự thích Hách Tịch, anh phải thể hiện sự chân thành. Cố Cửu Lễ đề nghị đổi chỗ với Chu Dịch vì mình bị say xe. Chu Dịch giả vờ không nghe thấy. Hách Tịch đành nhường chỗ của mình cho anh. Khi phân phòng, mọi người lại có ý kiến khác nhau. Cuối cùng phải quyết định bằng cách bốc thăm. Không ngờ Cố Cửu Lễ lại tự rước lấy hậu quả khi phải ở trong căn phòng xa xôi và hẻo lánh nhất. Buổi tối, Cố Cửu Lễ và Hàn Yết Kiệt nghĩ cách để Hồ Quan Hy dẫn Hách Tịch đến hát, không ngờ Hách Tịch cũng mang theo Chu Dịch. Chu Dịch và Hách Tịch hát cùng nhau, giọng hát rất hợp, Cố Cửu Lễ chỉ có thể tức giận một mình chạy đến phòng vệ sinh để học hát, kết quả bị Hàn Yết Kiệt bắt gặp. Đúng lúc này, Chu Dịch vào phòng vệ sinh và đã nhân cơ hội chế nhạo Cố Cửu Lễ một cách gay gắt. Cố Cửu Lễ đang chuẩn bị thể hiện giọng hát của mình thì bị Hách Tịch cắt bài hát. Chu Dịch cầm micro định bước lên, nhưng bị Cố Cửu Lễ giật lấy micro và đưa cho Hách Tịch, hai người cuối cùng đã có cơ hội song ca. Hàn Yết Kiệt nghe giọng hát của Hách Tịch luôn cảm thấy quen thuộc, Chu Dịch tiến lên chúc rượu Cố Cửu Lễ nhưng lại làm đổ rượu lên người anh, tình hình trở nên gượng gạo và căng thẳng. Để Hàn Yết Kiệt không nhận ra danh tính của Hách Tịch, dì nhỏ lập tức dẫn cô rời khỏi hiện trường hỗn loạn. Hách Tịch đói không ngủ được nửa đêm đi tìm đồ ăn, lại gặp Cố Cửu Lễ cũng đang đói, Hách Tịch hào phóng chia sẻ bánh kem với anh, nhưng Cố Cửu Lễ lại phân tích thành phần dinh dưỡng của bánh kem, khiến Hách Tịch cảm thấy có chút áy náy. Cố Cửu Lễ đề xuất chia chiếc bánh này làm đôi, mỗi người một nửa, ai ngờ Chu Dịch lại xuất hiện vào lúc này. La lối rằng mình cũng đói, một miếng nuốt trọn chiếc bánh, kết quả bị bánh mù tạt cay đến nỗi không nói nên lời. Hách Tịch và Chu Dịch trở về biệt thự nơi họ ở, khiến Cố Cửu Lễ càng thêm buồn bực. Hàn Yết Kiệt cố ý gửi tới kế hoạch team building ngày mai, bảo anh yên tâm ngủ một giấc ngon. Team building ngày hôm sau là bắn súng,
ai ngờ đây cũng là sở trường của Chu Dịch, thậm chí còn từng giành chức vô địch ở một cuộc thi nào đó. Chu Dịch đề nghị thi đấu với Cố Cửu Lễ, nhưng Cố Cửu Lễ cũng không kém cạnh Chu Dịch, thậm chí còn thắng anh ta. Hàn Ích Kiệt luôn không lo lắng, dù sao Cố Cửu Lễ áp đảo người khác cũng dư sức. Dẫu vậy, Chu Dịch không từ bỏ, hoạt động tiếp theo vẫn muốn thi đấu với Cố Cửu Lễ. Hai người lên võ đài, Hàn Ích Kiệt vẫn tự tin, Cố Cửu Lễ đánh Chu Dịch như đánh con trai mình. Quả nhiên, Cố Cửu Lễ dễ dàng áp đảo Chu Dịch, khiến Chu Dịch rất buồn bực, Hách Tịch chỉ có thể dùng thuốc để an ủi anh ta. Chu Dịch cho rằng Cố Cửu Lễ chắc chắn là một người đàn ông có khuynh hướng bạo lực, Hách Tịch trong lòng cũng rất u sầu, dù sao sau khi này đi rồi có lẽ cũng không còn gì liên quan nữa. Cố Cửu Lễ đã lên kế hoạch tỏ tình, ao ước có thể dùng 999 bông hồng để chôn vùi Hách Tịch. Buổi tối là thời gian livestream của Hách Tịch, nhưng Cố Cửu Lễ đã đặt một nhà hàng ngoài trời, chuẩn bị tỏ tình với Hách Tịch vào lúc 21 giờ 9 phút. Cố Cửu Lễ liên tục gọi điện trong khi Hách Tịch đang livestream, không còn cách nào, Hách Tịch chỉ có thể tạm thời chặn Cố Cửu Lễ. Cố Cửu Lễ không từ bỏ, đến biệt thự tìm Hách Tịch, livestream của Hách Tịch vẫn chưa kết thúc, dì nhỏ xuất hiện và đuổi anh ta ra ngoài, khiến Cố Cửu Lễ đau lòng. Sáng hôm sau, Hàn Ích Kiệt đuổi theo Cố Cửu Lễ hỏi về kết quả tỏ tình tối qua, không biết anh đã gặp phải chuyện gì. Ngược lại, Sử Phi và những người khác chứng kiến cảnh dì nhỏ phá đôi, khuyên Cố Cửu Lễ nên dành tâm trí để làm vui lòng dì nhỏ. Khi dì nhỏ và Hách Tịch đến, Hàn Ích Kiệt kéo Cố Cửu Lễ ngồi đối diện với họ. Cố Cửu Lễ hỏi Hách Tịch tối qua làm gì. Hách Tịch nói cô đang gọi điện cho bố mẹ, nhưng dì nhỏ tối qua lại nói đang gọi cho bạn học. Lúc này, Chu Dịch chạy đến mang theo bó hoa hồng Cố Cửu Lễ để lại tối qua. Cố Cửu Lễ không biết Hách Tịch dị ứng với hoa hồng, liền đứng dậy và vứt bỏ bó hoa. Chu Dịch nói Cố Cửu Lễ làm phiền nhân viên vào giữa đêm không tốt. Dì nhỏ cũng nói thêm rằng Cố Cửu Lễ tìm cô ấy chắc chắn không phải chuyện quan trọng, không lẽ là tỏ tình. Cố Cửu Lễ quyết định tỏ tình công khai trong hoàn cảnh này, Hách Tịch lúng túng trước lời tỏ tình của người mình yêu. Chu Dịch ngay lập tức phản đối, nói nếu Cố Cửu Lễ thực sự thích Hách Tịch sao lại cho cô chỉ 36 điểm. Cố Cửu Lễ đã quên mất chuyện này, sau khi được Hách Tịch nhắc nhở mới nhớ lại, anh thực sự đã nghiêm túc trong việc đánh giá, nhưng tình cảm anh dành cho Hách Tịch cũng là thật. Hách Tịch tất nhiên không thể từ chối lời tỏ tình của Cố Cửu Lễ, nhưng dì nhỏ lại thay mặt cô từ chối, nói rằng Hách Tịch còn trẻ, gia đình còn không đồng ý cho cô yêu đương. Hàn Ích Kiệt trông có vẻ bất lực trước Cố Cửu Lễ. Thái độ của dì nhỏ rất rõ ràng, nếu Cố Cửu Lễ không học được cách tôn trọng Hách Tịch, không học được cách bảo vệ cô ấy trước mặt người khác, dì nhỏ chắc chắn sẽ không đồng ý cho họ ở bên nhau. Buổi team building kết thúc, tâm trạng của Cố Cửu Lễ tồi tệ đến cực điểm. Trở về nhà, robot thông báo bộ nhớ giám sát đã đầy, Cố Cửu Lễ mới mở camera giám sát, thấy được lời tỏ tình của Hách Tịch khi mình say rượu, tâm trạng bỗng sáng sủa lên. Hàn Ích Kiệt thấy Cố Cửu Lễ ôm camera cười rạng rỡ, tưởng anh ta bị đánh đến mức tinh thần bất ổn, sợ hãi đến mức không dám nói. Để theo đuổi Hách Tịch, Cố Cửu Lễ toàn diện tìm hiểu về vòng bạn bè của cô và lập ra kế hoạch nghiêm ngặt. Cố Cửu Lễ nghe nhạc mà Hách Tịch thích suốt một đêm, khiến Hàn Ích Kiệt bị làm phiền cả đêm không ngủ được, càng tin rằng Cố Cửu Lễ mắc hội chứng xì chết sau chấn thương. Cố Cửu Lễ tìm đến câu lạc bộ kịch mà Hách Tịch đang tập luyện, muốn đầu tư một chút để giúp đỡ cô, nhưng lại bị hiểu lầm Cố Cửu Lễ muốn dùng tiền để tán tỉnh, đối tượng chính là nữ chính của vở kịch, Phán Phán. Vì thế, sự tài trợ bí ẩn này cũng được gán cho Phán Phán. Sự tài trợ của Cố Cửu Lễ cho câu lạc bộ kịch bị mọi người hiểu lầm là người theo đuổi Phán Phán, mọi người đều tỏ ra rất tò mò, nhưng Hách Tịch không tham gia. Phán Phán nhờ Hách Tịch giúp ủi chiếc áo cô sẽ mặc khi diễn kịch, nhưng Hách Tịch không nhịn được mà thử mặc nó, một mình ở hậu trường đọc lời thoại của Bạch Tuyết. Không ngờ Cố Cửu Lễ vào lúc này, Hách Tịch trượt chân suýt ngã, được Cố Cửu Lễ đỡ lấy nhưng Phán Phán và mọi người lại vào đúng lúc này, Hách Tịch vội vàng giải thích chỉ là thử mặc thôi. Phán Phán muốn tận dụng cơ hội để nói chuyện với Cố Cửu Lễ, nhưng Cố Cửu Lễ không quan tâm, chỉ nói với Hách Tịch rằng anh sẽ chờ cô ở ngoài. Sử Phi và Hồ Quan Hy nói với Hách Tịch rằng kể từ khi bị cô từ chối, Cố Cửu Lễ đã trở nên khác thường, Hách Tịch không biết phải làm sao với Cố Cửu Lễ chỉ cách một bước chân. Giáo viên dục Hách Tịch nộp giấy chứng nhận thực tập, Hách Tịch sợ Cố Cửu Lễ sẽ nói với giáo viên, vội vàng kéo anh đi mua trà sữa. Trà sữa thuộc về câu lạc bộ kịch, Hách Tịch và Cố Cửu Lễ phụ trách phân phát trà sữa. Phán Phán nghe nói nhà tài trợ là công nghệ Cửu Thiên thì rất vui mừng, càng tin chắc Cố Cửu Lễ yêu mình từ cái nhìn đầu tiên. Giày thủy tinh bị hỏng, Cố Cửu Lễ không quan tâm đến Phán Phán mà cùng cô đi mua. Trên đường, Cố Cửu Lễ muốn nói với Hách Tịch một số điều trong lòng, nhưng luôn bị cô cắt ngang. Không tìm thấy giày thủy tinh, Cố Cửu Lễ đưa Phán Phán đến một cửa hàng thời trang cao cấp, tuyên bố anh sẽ trả tiền. Hách Tịch nghe Phán Phán nói Cố Cửu Lễ đang theo đuổi cô, trong lòng khẳng định rằng Cố Cửu Lễ làm như vậy cũng vì Phán Phán. Cố Cửu Lễ mua một đôi giày cao gót mà Hách Tịch rất thích, Hách Tịch liên tục từ chối, lại nói làm như vậy không sợ Phán Phán ghen sao. Cố Cửu Lễ giật mình, vội vàng giải thích mình chưa bao giờ viết những lời như dành tặng cho nữ chính duy nhất, sau đó nhận ra Hách Tịch đang ghen. Liên thuộc lòng sở thích của cô, từ đầu đến cuối anh làm mọi thứ vì Hách Tịch, tài trợ cho câu lạc bộ kịch, ra ngoài mua giày, tất cả đều vì Hách Tịch. Hách Tịch tìm cớ nói gia đình không đồng ý cô yêu đương, Cố Cửu Lễ hỏi cô còn nhớ mình đã nói gì khi say rượu không, bây giờ Cố Cửu Lễ đưa ra câu trả lời, anh thích Hách Tịch. Mắt Hách Tịch bỗng sáng lên, nhưng lại tự trách mình kém cỏi. Cố Cửu Lễ do dự một chút rồi nắm lấy vai cô, trong chuyện tình cảm anh là âm điểm, cô có muốn cho anh một cơ hội không?
Cố Cửu Lễ và Hách Tịch nắm tay nhau trở về câu lạc bộ kịch. Phan Phan phấn khích vì đôi giày cao gót đắt tiền, còn muốn Hách Tịch chuyển lời cho Cố Cửu Lễ, bảo anh mời mọi người ăn bữa. Hách Tịch muốn giải thích nhưng bị cô cắt ngang. Hách Tịch chỉ đành chuyển lời nguyên văn, nhưng Cố Cửu Lễ chỉ muốn ăn cùng bạn gái mình. Cố Cửu Lễ mua kem mà Hách Tịch thèm muốn, Cố Cửu Lễ ép cô gọi anh bằng một cách xưng hô khác. Hách Tịch vô cùng ngượng ngùng. Hai người đi qua một cửa hàng sổ tay, Cố Cửu Lễ vô tình phát hiện cuốn sổ tay của Hách Tịch, bên trong viết đầy biệt danh dành cho anh. Hách Tịch ngượng ngùng đến mức muốn tìm chỗ nào đó để chui vào. Cố Cửu Lễ đưa Hách Tịch về tận cửa ký túc xá, muốn tận dụng cơ hội để ôm hôn, nhưng bị sự xuất hiện đột ngột của giáo viên toán làm gián đoạn. Lần trước Cố Cửu Lễ tự giới thiệu mình là chú của Hách Tịch, giáo viên nhớ mặt, khiến sắc mặt của Cố Cửu Lễ trở nên rất khó coi. Trở lại ký túc xá, Hách Tịch nói với Phán Phán rằng cô và Cố Cửu Lễ đã ở bên nhau, nhưng Phán Phán nghĩ cô đang đùa. Ngày hôm sau, Hách Tịch và Cố Cửu Lễ chuẩn bị đi hẹn hò, nhưng Cố Cửu Lễ vẫn còn bận tâm về biệt danh chú. Trong nhóm chia sẻ một ứng dụng đoán tuổi, kết quả của Cố Cửu Lễ còn lớn hơn tuổi thật của anh, còn Hách Tịch lại lo lắng mình trông trẻ con quá. Quyết định thay đổi sang phong cách trưởng thành hơn, mượn nhiều quần áo và giày mang phong cách trưởng thành từ dì nhỏ. Cố Cửu Lễ khiêm tốn hỏi Hàn Ít Kiệt bí quyết trẻ mãi không già và cuối cùng được gợi ý ăn mặc hoàn toàn không hợp với phong cách của mình. Cố Cửu Lễ và Hách Tịch gặp nhau trong bộ quần áo hoàn toàn không phù hợp với họ. Trong buổi hẹn hò, Cố Cửu Lễ và Hách Tịch được giới thiệu một đống đồ uống. Cố Cửu Lễ rất ngầu khi mua hết tất cả đề xuất, nhưng anh không hứng thú với những thứ đó. Hách Tịch bận rộn chụp ảnh và chỉnh sửa bộ lọc. Cố Cửu Lễ cố gắng giúp cô chụp những bức ảnh đẹp, nhưng kết quả không được tốt lắm. Cố Cửu Lễ đề xuất chụp ảnh chung, Hách Tịch vội vàng lấy máy ảnh làm đẹp ra muốn đăng lên mạng xã hội, nhưng Cố Cửu Lễ nói không cần thiết. Sắp tới kỳ nghỉ lễ, đồng nghiệp nhắc nhở Hàn Ít Kiệt đưa dì nhỏ đi chơi. Tuy nhiên, dì nhỏ đang xem bài đăng trên mạng xã hội của Hách Tịch. Dì nhỏ xác nhận Hách Tịch đang hẹn hò, Hàn Ít Kiệt liền nghĩ ngay đến Hách Tịch chắc chắn đang gặp Cố Cửu Lễ, liền vội vàng giúp cô che giấu. Dì nhỏ gọi điện thoại thử nghiệm, Hàn Ít Kiệt kịp thời đến báo tin, Hách Tịch giải thích rằng cô đang uống cà phê với học tỷ. Tuy nhiên, dì nhỏ không dễ bị lừa dối như vậy, cô lấy điện thoại của Hàn Ít Kiệt kiểm tra, may mắn thay Hàn Ít Kiệt đã xóa bỏ lịch sử trò chuyện. Hách Tịch bận rộn phân loại bạn bè, Cố Cửu Lễ đặc biệt đăng ký mạng xã hội cho Hách Tịch, sau này họ có thể đăng tải mọi thứ lên đây mà dì nhỏ không thể thấy được. Cố Cửu Lễ nhìn thấy bản thảo của Hách Tịch vô thức tiến gần mặt cô, Hách Tịch có chút hưng phấn, đứng dậy không cẩn thận làm đổ cà phê lên người Cố Cửu Lễ. Hách Tịch quyết định bồi thường một chiếc áo cho Cố Cửu Lễ, họ bước vào một cửa hàng thời trang sành điệu. Nhân viên điên cuồng giới thiệu một chiếc sơ mi ngắn cũn cho Cố Cửu Lễ, Hách Tịch lặng lẽ nói rằng thực ra áo vest mới hợp với Cố Cửu Lễ. Họ chuyển sang cửa hàng áo vest, nhưng Hách Tịch lại bị nhân viên tưởng nhầm là nhân viên môi giới bất động sản, cô cảm thấy có chút tự ti. Cố Cửu Lễ thay bộ vest mới, nắm tay cô ra khỏi cửa hàng trước mặt nhân viên. Cố Cửu Lễ nói rằng anh thích Hách Tịch hiện tại hơn, không muốn cô thay đổi vì mình, giống như Hách Tịch cũng không muốn anh thay đổi. Hách Tịch không quen đi giày cao gót, Cố Cửu Lễ lập tức mua một đôi dép nam, phá vỡ giấc mơ mộng mơ của Hách Tịch. Họ nắm tay nhau đến cửa nhà Hách Tịch, cả hai đều lấy hết can đảm muốn hôn nhau, nhưng cả hai đều sử dụng quá nhiều lực và va chạm mạnh mẽ. Cố Cửu Lễ hôn lên trán Hách Tịch, nhìn thấy cô nhăn mặt ngượng ngùng, Cố Cửu Lễ cũng có chút bối rối, Hách Tịch hỏi có thể hôn không. Hàn Ít Kiệt trở về nhà tám chuyện của Cố Cửu Lễ và Hách Tịch, đồng thời truyền đạt thái độ của dì nhỏ. Cố Cửu Lễ vội vã thể hiện thái độ tốt để xin lời khuyên từ anh về cách yêu đương, hôn nhau. Nhưng đối với Cố Cửu Lễ, một người đàn ông truyền thống, việc hiểu những điều này vẫn còn rất khó khăn. Hôm nay Jason đến phòng tập, không hài lòng với màn trình diễn của Hách Tịch, Manh Manh Tương lập tức bênh vực cô, sau đó bảo cô đừng để bụng. Cố Cửu Lễ phải đi công tác, yêu cầu Hách Tịch đến nhà mình ăn bít tết tối nay. Hách Tịch từ chối vì lý do luyện tập nhảy, nhưng Manh Manh Tương nghe được và đặc biệt khuyên cô thư giãn tâm trạng. Hàn Ít Kiệt nhiệt tình nhắc nhở Cố Cửu Lễ một số điều cần lưu ý, sau đó chạy đi hẹn hò với dì nhỏ. Hách Tịch đặc biệt mang theo một bó hoa đến, cả hai đều rất căng thẳng. Khi màn đêm buông xuống, Cố Cửu Lễ lịch sự kéo ghế cho Hách Tịch, tận hưởng bữa tối ánh nến chỉ thuộc về hai người. Cố Cửu Lễ đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến với sự giúp đỡ của Hàn Ít Kiệt, nhận thấy Hách Tịch không biết cắt bít tết, Cố Cửu Lễ đã đưa phần bít tết mình cắt cho cô. Khi hai người đang nâng cốc thì có người gõ cửa, một người giao hàng đến nói rằng do trời mưa làm hỏng bao bì, yêu cầu kiểm tra xem hàng bên trong có bị hỏng không. Cố Cửu Lễ mở ra và phát hiện ra là một bộ đồ rất gợi cảm thì rất ngượng ngùng, liền vội vàng đóng cửa lại và giải thích với Hách Tịch rằng đó không phải của anh, là của Hàn Ít Kiệt. Mưa to bên ngoài, cuộc hẹn của dì nhỏ và Hàn Ít Kiệt cũng không thể tiếp tục, dì nhỏ đưa Hàn Ít Kiệt về nhà, muốn ghé qua nhà anh ấy để sử dụng toilet. Hàn Ít Kiệt nghe xong liền tái mặt, muốn dẫn cô đến trung tâm thương mại bên cạnh để sử dụng toilet, nhưng điều đó lại làm dì nhỏ tức giận, càng hiểu lầm anh có bí mật gì không muốn người khác biết. Hàn Ít Kiệt cuối cùng đã chọn dì nhỏ, kéo cô đi chứng minh sự trong sạch của mình. Cố Cửu Lễ và Hách Tịch nghe thấy tiếng mở cửa, Hách Tịch trốn dưới bàn, dự định tận dụng lúc dì nhỏ đi vệ sinh để đưa Hách Tịch xuống, nhưng không kịp, đành phải giấu Hách Tịch trong phòng. Vừa ngồi xuống, dì nhỏ đã thấy đồ lót gợi cảm trên ghế sofa. Cố Cửu Lễ và Hàn Ít Kiệt trong chốc lát không thể giải thích, Hàn Ít Kiệt đành đổ lỗi cho Cố Cửu Lễ. Dì nhỏ vừa định rời đi, điện thoại của Hách Tịch vang lên, dì nhỏ liền hiểu tất cả. Hách Tịch trước mặt dì nhỏ như chuột gặp mèo, Cố Cửu Lễ đơn giản nắm tay cô và trực tiếp nói với dì nhỏ.
Họ đang yêu nhau, tình cảm của anh dành cho Hách Tịch là thật lòng, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hàn Ích Kiệt cố gắng làm dịu không khí, đề nghị mọi người ngồi xuống xem TV, nhưng thư viện lại đang phát thông tin Cố Cửu Lễ nghiên cứu về nụ hôn. Dì nhỏ đã nổ tung, kéo Hách Tịch ra khỏi đó, không quên mắng Cố Cửu Lễ là kẻ biến thái. Hàn Ích Kiệt và Cố Cửu Lễ đuổi theo, Cố Cửu Lễ lợi dụng cơ hội kéo Hách Tịch ra khỏi thang máy, sử dụng kỹ thuật hôn mà anh đã học. Sau nụ hôn đầu, Cố Cửu Lễ nói với dì nhỏ rằng anh chưa bao giờ yêu ai, Hách Tịch là tình đầu của anh, do đó cũng hy vọng dì nhỏ cho họ một cơ hội. Trên đường về, dì nhỏ khuyên Hách Tịch nên kể cho Cố Cửu Lễ biết về danh tính của A Đại, vì nếu để càng lâu thì càng khó nói. Trở về ký túc xá, Phan Phan đã nhờ Hách Tịch giúp mình xin vào làm ở Cửu Thiên. Hách Tịch lại đề cập đến chuyện mình và Cố Cửu Lễ hẹn hò, nhưng Phan Phan vẫn cho rằng đó chỉ là tình cảm một phía từ phía Hách Tịch. Ngày hôm sau, Phan Phan đã đi phỏng vấn tại Cửu Thiên, Hồ Tỷ nhận ra cô là người yêu của Cố Cửu Lễ và đã đồng ý cho cô vào làm ngay, tự tin rằng Cố Cửu Lễ sẽ rất vui mừng. Ngày đầu tiên đi làm, Phan Phan đã mang đôi giày Cố Cửu Lễ tặng, khiến Cố Cửu Lễ không hiểu lý do và hỏi Hồ Tỷ tại sao lại tuyển dụng Phan Phan, đồng thời yêu cầu Hồ Tỷ khi hợp đồng hết hạn thì cho cô ấy nghỉ. Trong cuộc họp, Phan Phan cố ý ngồi gần Cố Cửu Lễ, trong khi vị trí này luôn thuộc về Sử Phi. Phan Phan không chú tâm vào cuộc họp mà lại chụp ảnh chung với Cố Cửu Lễ gửi cho Hách Tịch. Phan Phan đã sử dụng cốc của Cố Cửu Lễ để uống nước, nhưng Cố Cửu Lễ không yêu cầu cô rửa mà vứt vào thùng rác, Phan Phan lại cho rằng anh đã coi cô là người nhà. Phan Phan liên tục hiểu lầm ý của Cố Cửu Lễ, trong khi Cố Cửu Lễ chỉ quan tâm đến Hách Tịch. Tuy nhiên, Hách Tịch từ chối lời mời đi ăn tối vì cô có lịch phát trực tiếp buổi tối. Tan làm, Phan Phan không muốn rời công ty mà trang điểm lại sau đó bước vào văn phòng của Cố Cửu Lễ, nhưng anh vẫn không quan tâm và rời đi. Phan Phan không chịu từ bỏ đã đuổi theo xin đi nhờ xe. Hách Tịch vừa kết thúc buổi trực tiếp đã nắm tay Cố Cửu Lễ tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, lúc này Hách Tịch vẫn còn diện trang phục của A Đại, vừa vào thang máy Cố Cửu Lễ đã đẩy cô ra. Dù vậy, anh vẫn biết ơn sự giúp đỡ của cô. Tối đó, họ đã trò chuyện qua điện thoại, tình cảm vô cùng ngọt ngào. Để sớm trở về gặp Hách Tịch, Cố Cửu Lễ thậm chí còn rút ngắn chuyến công tác. Vài ngày sau, anh trở về sớm và đến trường tìm Hách Tịch, cô đang xem Chu Dịch chơi bóng rổ. Đối mặt với thách thức của Chu Dịch, Cố Cửu Lễ đã cởi áo khoác chuẩn bị đối đầu. Phan Phan thấy Cố Cửu Lễ đến, càng tin rằng Cố Cửu Lễ đến đây là vì mình, còn lấy áo khoác từ tay Hách Tịch, nói là vật về đúng chủ. Trận đấu giữa Cố Cửu Lễ và Chu Dịch bắt đầu, Hách Tịch nghe người khác nhầm lẫn Cố Cửu Lễ là bạn trai của Phan Phan thì lòng rất chua xót, nhưng cũng không biết nói gì. Cố Cửu Lễ thắng Chu Dịch, Phan Phan ngay lập tức tiến lên đưa nước cho anh. Cố Cửu Lễ thấy Hách Tịch ở ngoài đám đông đã chạy đi, vội vàng giải thích với Phan Phan, Hách Tịch là bạn gái của mình, mọi chuyện trước đây đều là hiểu lầm. Hách Tịch đến an ủi Chu Dịch, Chu Dịch vì ghen tuông mà hỏi Hách Tịch giữa anh và Cố Cửu Lễ ai quan trọng hơn. Hách Tịch vội vàng giải thích họ không giống nhau, Chu Dịch giống như người thân của cô. Hách Tịch e thẹn nói với Chu Dịch rằng cô và Cố Cửu Lễ đã ở bên nhau từ tuần trước, Chu Dịch nghe xong rất không vui. Cố Cửu Lễ đuổi kịp, nắm tay Hách Tịch tuyên bố chủ quyền, cảnh cáo Chu Dịch và Hách Tịch chỉ là bạn bè, còn bây giờ cô là bạn gái của mình. Chu Dịch để lấy lại ưu thế, cố tình nhắc đến chuyện thứ 6, Hách Tịch vội vàng ngăn cản. Cố Cửu Lễ hỏi chuyện thứ 6 có gì, Hách Tịch lúng túng nói là sinh nhật mẹ Chu Dịch, chỉ là cùng nhau đi mua quà và ăn tối mà thôi. Cố Cửu Lễ trở về nhà mất hồn, anh tin chắc Hách Tịch chắc chắn đã giấu giếm mình điều gì đó. Hàn Ích Kiệt cho anh xem video chuyến đi của công ty. Hàn Ích Kiệt xem đoạn Hách Tịch hát trong video, nghĩ mãi cũng thấy giọng hát này quen quen, sau nhiều so sánh, cuối cùng đã xác định Hách Tịch chính là A Đại. Phan Phan và Chu Dịch, hai người cảm thấy bị bỏ rơi, vừa gặp nhau đã không ngừng châm chọc lẫn nhau. Phan Phan để giảm bớt cảm giác thất tình đã chạy đến quán bar, lại gặp Chu Dịch, cả hai dù ban đầu rất xúc động nhưng sau khi nghe nhạc và uống rượu đã say xỉn. Phan Phan không hiểu tại sao Cố Cửu Lễ không quan tâm đến mình, từ nhỏ cô đã được mọi người gọi là công chúa, mọi người đều yêu thương cô, nhưng Cố Cửu Lễ lại yêu Hách Tịch. Hàn Ích Kiệt mang bữa sáng tình yêu đến tìm dì nhỏ, thẳng thắn nói rằng anh đã biết chuyện về A Đại, nhưng anh muốn biết tại sao Hách Tịch không nói cho Cố Cửu Lễ biết về điều này. Hách Tịch giải thích lý do, Hàn Ích Kiệt dĩ nhiên đứng về phía cô, Hách Tịch cũng biết không thể mãi giấu giếm Cố Cửu Lễ, nhưng cô không biết nên tiết lộ vào lúc nào. Cố Cửu Lễ buồn bã vì Hách Tịch đi ăn cùng Chu Dịch, Hàn Ích Kiệt đề xuất rằng có thể nói dối mình bị bệnh. Cố Cửu Lễ không biết nói dối, lại cố chấp không mặc quần áo ngồi trong gió lạnh một đêm, nhưng qua một đêm không hề bị bệnh. Hách Tịch đang học nhảy ở phòng tập khi nhận được tin nhắn từ Cố Cửu Lễ. Tin nhắn không phải do Cố Cửu Lễ gửi mà là Hàn Ích Kiệt, anh còn cố tình thay đổi trang phục cho Cố Cửu Lễ, muốn giả vờ ốm. Nhưng Hách Tịch không đến, Cố Cửu Lễ chỉ nhận được thuốc hạ sốt cô gửi đến. Trong cơn tức giận, Cố Cửu Lễ chạy đến bệnh viện nhưng sau khi kiểm tra từ đầu đến chân, từ nội khoa đến ngoại khoa, răng và mắt, mọi thứ đều rất khỏe mạnh. Hách Tịch nhận được tin nhắn từ Hàn Ích Kiệt và nghĩ rằng Cố Cửu Lễ đến tìm Chu Dịch gây rối, vội vàng trở lại trường. Chu Dịch vừa trở về trường đã gặp Cố Cửu Lễ đang chờ mình. Cố Cửu Lễ thử thách anh, biết rằng giữa Chu Dịch và Hách Tịch không có chuyện gì, nhưng Hách Tịch giấu anh điều gì đó, Chu Dịch không muốn nói, Cố Cửu Lễ dùng vũ lực đe dọa và ra đi tự tin. Hôm sau, Cố Cửu Lễ vẽ sơ đồ phả hệ của Hách Tịch, tin rằng cô đã giấu giếm mình điều gì, anh muốn hiểu cô hơn. Hàn Ích Kiệt thấy vậy có chút lo lắng, vội vàng mang vali đi công tác, không quên thông báo cho Hách Tịch.
Hàn Ích Kiệt tạm thời đi công tác với dì nhỏ, nhưng trong lòng có ý đồ riêng của mình. Đến nơi, Hàn Ích Kiệt đặt phòng nhìn ra hồ, nhưng dì nhỏ lo lắng cho công việc của nhà cung cấp, không thể thư giãn thoải mái. Hàn Ích Kiệt thuê một chiếc xe đưa dì nhỏ đi gặp nhà cung cấp, dì nhỏ trên đường rất căng thẳng. Nhưng thực ra đây chỉ là buổi hẹn hò mà Hàn Ích Kiệt chuẩn bị kỹ càng, chẳng có nhà cung cấp nào cả. Dì nhỏ nhận ra Hàn Ích Kiệt đã đặt trước bữa ăn cho cặp đôi vào ngày 15 tháng 6 liền hiểu rằng mình bị Hàn Ích Kiệt lừa, liền tức giận. Hàn Ích Kiệt từ nhà vệ sinh trở lại phát hiện món ăn đã được dọn lên bàn có chút xấu hổ, tiếp tục nói dối của mình. Dì nhỏ thấy anh không chịu thừa nhận liền rất tức giận, không ăn một miếng nào liền muốn quay trở về khách sạn. Hàn Ích Kiệt đóng gói thức ăn theo dì nhỏ về khách sạn, dì nhỏ ngay lập tức thu dọn hành lý, không thể chấp nhận lời nói dối của Hàn Ích Kiệt. Hàn Ích Kiệt giải thích là do sợ dì nhỏ không đồng ý nên mới nghĩ ra cách này để đưa cô ra ngoài chơi. Hai người bất đồng, dì nhỏ đột nhiên nhận được tin nhắn về việc ông cung bị tai biến mạch não, nhưng trời đang mưa to, không thể đặt được vé trở về. Dì nhỏ vô cùng lo lắng, quyết định lái xe dưới mưa trở về. Cố Cửu Lễ đột ngột gọi Phán Phán đến văn phòng của mình, hỏi cô nghĩ Hách Tịch là người như thế nào. Phán Phán trả lời thành thật, còn đặc biệt nhắc đến Chu Dịch. Phán Phán từ đầu đến cuối đều hy vọng Cố Cửu Lễ nói gì đó với mình, không ngờ Cố Cửu Lễ lại nói sau khi thực tập kết thúc cô có thể đi. Dì nhỏ và Hàn Ích Kiệt vội vàng trở lại bệnh viện, biết tin ông cung không sao, nhưng mâu thuẫn giữa Hàn Ích Kiệt và dì nhỏ vẫn chưa kết thúc. Dì nhỏ quyết định cả hai cần phải bình tĩnh. Cố Cửu Lễ tìm dì nhỏ nói chuyện, anh hy vọng mình sẽ hiểu Hách Tịch hơn. Có vẻ như mọi người đều biết chuyện Hách Tịch giấu giếm, chỉ có mình anh là không biết. Dì nhỏ nói, Hách Tịch sợ mất anh, đó là nỗi sợ hãi trong lòng cô. Trước khi đi, Cố Cửu Lễ còn nói vài lời với Hàn Ích Kiệt, có lẽ dì nhỏ thích sự năng động của Hàn Ích Kiệt. Hách Tịch trở về nhà được dì nhỏ thông báo Cố Cửu Lễ đã đến, dì nhỏ đã chấp nhận Cố Cửu Lễ, tình cảm của họ đã đi được 99 bước, Hách Tịch cũng nên bước tiếp bước nữa. Hách Tịch ăn mặc như A Đại và Cố Cửu Lễ gặp nhau trong thang máy, Cố Cửu Lễ cũng hỏi về ý kiến của A Đại đối với Hách Tịch. Anh cảm thấy mình như một người bạn trai không xứng đáng, vì vậy muốn học thêm. Hách Tịch đắn đo một hồi, bảo anh đến xem cô livestream vào tối nay, cô sẽ cho anh câu trả lời. Trong buổi livestream, Hách Tịch hát bài hát mà cô đã hát trong buổi team building, Cố Cửu Lễ nghe thấy tiếng hát quen thuộc liền hiểu ra mọi chuyện, hình ảnh của Hách Tịch và A Đại dần chồng chất lên nhau. Trong lúc livestream, Hách Tịch rơi nước mắt trước màn hình, cô nói rằng mình đã yêu. Người con trai đó hỏi cô sợ điều gì nhất, cô sợ nhất là Cố Cửu Lễ biết được bản chất thật của cô, sẽ không yêu cô nữa. Trong sự không thể tin nổi, Cố Cửu Lễ dần chấp nhận tất cả. Hách Tịch sau buổi livestream đến văn phòng của anh. Cô nghĩ rằng Cố Cửu Lễ không thể tha thứ cho sự dối trá của mình, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho việc chia tay. Cố Cửu Lễ không hề có ý định chia tay, ngược lại, anh lo lắng Hách Tịch sẽ ghét bỏ mình vì chứng mù mặt của mình, anh chưa bao giờ nhận ra Hách Tịch chính là A Đại. Trong mắt Cố Cửu Lễ, đây là lỗi lầm, nhưng Hách Tịch lại không nghĩ vậy. Cả hai đều không muốn chia tay, Cố Cửu Lễ nắm lấy tay Hách Tịch, bây giờ anh có thể hiểu lời Hàn Ích Kiệt nói, một người mang đến hai phong cách khác nhau. Cố Cửu Lễ muốn hôn Hách Tịch nhưng bụng cô đói meo meo. Cả tối nay cô căng thẳng không ăn gì. Cố Cửu Lễ đưa Hách Tịch về nhà nấu cho cô ăn. Anh muốn biết tại sao Hách Tịch tạo ra nhân vật A Đại nhưng trong đời thực lại không sử dụng cái tên này. Hách Tịch thú nhận là vì mẹ cô không thích điều này. Mẹ Hách Tịch là giáo viên, chỉ quan tâm đến điểm số, ghét bỏ hát hò và nhảy múa. Hách Tịch từng bị mẹ kéo đi giữa một buổi biểu diễn nghệ thuật, từ đó không dám hát trước mặt mọi người nữa. Dì nhỏ cần ca hát trong một buổi livestream, vì lý do nào đó Hách Tịch đã đại diện cho dì nhỏ. Và cô nhận ra mình có thể hát trong livestream nhưng lại không dám để mẹ biết, vì một khi biết chắc chắn sẽ mất tất cả. Cố Cửu Lễ âu yếm vuốt ve đầu cô, bảo rằng ở bên anh, Hách Tịch có thể làm bất cứ điều gì. Kể từ khi biết được thân phận của Hách Tịch, Cố Cửu Lễ trở thành fan cứng trong phòng livestream của cô. Ngày Hách Tịch livestream, Cố Cửu Lễ đặc biệt gửi đi Sử Phi, hủy bỏ một cuộc hẹn quan trọng, mở livestream của Hách Tịch với vẻ mặt nghiêm túc. Trong phòng livestream của Hách Tịch có một fan số 1 tên là Điểm Đại, thậm chí quyền yêu cầu bài hát đầu tiên cũng thuộc về anh ta. Khi Hàn Ích Kiệt đến, thấy Cố Cửu Lễ đang điên cuồng like livestream để thu hút sự chú ý của Hách Tịch, Chu Dịch nói với Hách Tịch rằng tài khoản này chính là bạn trai của cô. Sau livestream, Hách Tịch vội vàng đến Cửu Thiên, mùi giấm của Cố Cửu Lễ vẫn chưa tan, hai người thể hiện tình yêu trước mặt Hàn Ích Kiệt, anh vội vã rời đi. Cố Cửu Lễ kéo Hách Tịch lại và hôn cô, tình cảm vô cùng ngọt ngào. Dưới lầu có fan của A Đại đang chờ cô, Hách Tịch đành phải hóa trang kỹ lưỡng và rời đi dưới sự bảo vệ của Cố Cửu Lễ, nhưng Cố Cửu Lễ lại nhân cơ hội tham gia nhóm fan của A Đại. Trên đường, Hách Tịch nhận ra Cố Cửu Lễ không vui, nhưng cô không muốn nói xin lỗi, bởi vì fan và Cố Cửu Lễ đều là những người cô yêu quý. Điểm Đại trong nhóm fan đăng vài bức ảnh của A Đại, bị fan chọc gạo, Cố Cửu Lễ không chịu thua, xin Hách Tịch vài bức ảnh đăng vào nhóm nhưng lại bị mắng là kẻ theo dõi. Dì nhỏ vẫn không để ý đến Hàn Ích Kiệt, thậm chí còn từ chối lời mời của anh đến công viên giải trí. Hàn Ích Kiệt tìm đến Hách Tịch nhờ giúp đỡ, nhưng được biết công viên giải trí là điều cấm kỵ của dì nhỏ. Hàn Ích Kiệt vẫn nhờ Hách Tịch và Cố Cửu Lễ giúp đỡ mình dụ dì nhỏ đến công viên giải trí, nói rằng sẽ dùng chiêu cuối cùng. Được ăn cả ngã về không dưới sự thúc giục của Hàn Ích Kiệt, dì nhỏ cuối cùng cũng lên tàu lượn, dì nhỏ không có biểu cảm gì, còn Hàn Ích Kiệt thì chân mềm nhũn. Sau một lần cưỡi búa quay, Hàn Ích Kiệt nôn không thôi, Cố Cửu Lễ và Hách Tịch lên tiếng bênh vực anh, nói rằng Hàn Ích Kiệt không phải muốn thách thức dì nhỏ.
Ngày hôm đó, Hách Tịch đã kể cho Hàn Ít Kiệt nguyên nhân dì nhỏ không thích công viên giải trí. Hóa ra khi còn nhỏ, dì nhỏ được bố mẹ đưa đi chơi công viên giải trí một ngày. Đó là ngày vui nhất của cô, nhưng sau đó bố mẹ cô ly hôn và biến mất. Dì nhỏ lớn lên dưới sự chăm sóc của chị họ là mẹ của Hách Tịch. Hàn Ít Kiệt muốn dùng niềm vui che phủ ký ức buồn của dì nhỏ. Sau khi nghe những lời này, dì nhỏ quay lại đi về phía Hàn Ít Kiệt. Mặc dù anh không thoải mái nhưng vẫn sẵn lòng chơi các trò chơi với cô, bởi vì anh chỉ mong cô vui vẻ một chút. Khi dì nhỏ và đại tả chia tay, Hàn Ít Kiệt đã nói rằng anh hy vọng dì nhỏ sẽ không cảm thấy quá tệ khi nhớ lại ngày hôm nay, và bây giờ Hàn Ít Kiệt cũng nghĩ như vậy. Dì nhỏ đã tha thứ cho Hàn Ít Kiệt và họ lại nắm tay nhau. Đã đến công viên giải trí rồi, không thể chỉ về như thế, nên Hàn Ít Kiệt đề nghị đi chơi con ngựa quay, nhưng yêu cầu của dì nhỏ là Hàn Ít Kiệt và Cố Cửu Lễ phải ngồi cùng nhau. Cố Cửu Lễ rất miễn cưỡng, nhưng dưới sự nài nỉ không ngừng của Hàn Ít Kiệt cuối cùng cũng buộc lòng lên. Còn một tháng nữa là đến đại hội kỳ tú, điệu nhảy của Hách Tịch vẫn còn rất kém. Gia Sơn rất không hài lòng về điều này, nhưng Hách Tịch nói rằng dù có phí công cũng phải đợi một tháng sau mới biết. Manh Manh Tương cũng bênh vực Hách Tịch, nhưng thái độ của Gia Sơn rất kiên quyết, sớm từ bỏ tốt cho mọi người. Cố Cửu Lễ nghe Gia Sơn nói như vậy rất lo lắng cho tâm trạng của Hách Tịch, trở về trường. Hách Tịch biết sáng mai không cần chạy bộ nữa, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, dù sao chạy bộ cũng là việc cô ghét nhất. Sáng hôm sau, Hách Tịch còn đang ngủ ngon thì bị bảo vệ gọi dậy, nói dưới lầu có người đợi cô. Hách Tịch tưởng mình đặt bữa sáng tối qua, mặc nguyên bộ pyjama chạy xuống, không ngờ lại là Cố Cửu Lễ. Cố Cửu Lễ mang đến cho Hách Tịch một bộ đồ thể thao, anh đã lên kế hoạch tăng cường sức khỏe và hơi thở cho cô. Hách Tịch viện cớ sức khỏe không thuận tiện, nhưng bị Cố Cửu Lễ phản bác. Hách Tịch đành phải theo Cố Cửu Lễ chạy bộ, chạy 800m đã mệt lả, và đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Cố Cửu Lễ hàng ngày cùng Hách Tịch tăng cường sức khỏe, nhưng cơ thể của Hách Tịch cũng có phần không thể chấp nhận. Manh Manh Tương và Chu Dịch thấy vậy liền thêm dầu vào lửa nói Cố Cửu Lễ không nên làm như vậy. Để giúp Hách Tịch, Chu Dịch còn đeo đồng hồ thể thao của cô lên người mình. Manh Manh Tương thấy vậy lập tức gọi điện cho Cố Cửu Lễ, nhưng Cố Cửu Lễ không nhận cuộc gọi. Chu Dịch giúp Hách Tịch hoàn thành kế hoạch, cũng không quên nói vài lời xấu về Cố Cửu Lễ, nhưng Hách Tịch cũng hiểu Cố Cửu Lễ là vì tốt cho cô. Tiếp theo, Cố Cửu Lễ xuất hiện ngay sau lưng Hách Tịch, cấp độ của Chu Dịch không phải là điều Hách Tịch có thể làm được, sự việc này bị bóc trần. Hách Tịch cảm thấy rất tồi tệ, tức giận nói sau này sẽ không chạy bộ nữa, anh cũng không cần phải giúp cô nữa, đó không phải là cách yêu đương cô muốn. Lần trước ở trung tâm mua sắm, Cố Cửu Lễ hoàn toàn có thể bế cô qua, trong khi người khác sẽ nghĩ mọi cách để không để bạn gái phải chịu một chút khổ cực nào, chỉ có ở cô, lại là chạy bộ. Cố Cửu Lễ kiên nhẫn nói với cô, tình yêu là hai người cùng nhau tiến bộ, Hách Tịch không thích chạy bộ, nhưng cô muốn chứng minh bản thân mình tại đại hội kỳ tú, hai điều này không thể có được cùng một lúc. Robot đã được niêm yết, Cố Cửu Lễ và Mã Tổng đang chuẩn bị ký kết hợp đồng thì đột nhiên có tin tức xấu về robot được báo cáo, kế hoạch huy động vốn cũng phải hoãn lại. Các báo cáo kiểu như trí tuệ nhân tạo phá hoại gia đình đã đẩy Cửu Thiên vào tâm điểm của dư luận, kẻ đứng sau sử dụng thủ đoạn là đối thủ một mất một còn của họ. Bạn bè khuyên Cố Cửu Lễ không nên phản hồi, vì cuộc chiến quan hệ dư luận không chắc chắn có thể thắng được bên kia. Tình hình tài chính của công ty căng thẳng, Cố Cửu Lễ cũng rất đau đầu và chán nản, Hàn Ít Kiệt cũng đầy lo lắng. Hàn Ít Kiệt khắp nơi tìm kiếm đầu tư cho Cố Cửu Lễ nhưng lại liên tục thất bại, dì nhỏ thấy vậy liền giới thiệu cho anh một người anh học làm đầu tư. Chỉ là không ngờ người đến lại là đại tả, khi gặp hai người anh ta rất kiêu ngạo, dì nhỏ rất không hài lòng. Nhưng Hàn Ít Kiệt vì đầu tư mà chọn cúi đầu. Cuối cùng dì nhỏ không thể nhịn được nữa, đại tả không phải đến để đầu tư mà là để gây rối. Dì nhỏ suýt nữa đã cầm ly nước phun vào anh ta, nhưng bị Hàn Ít Kiệt ngăn lại. Hàn Ít Kiệt cũng không nản lòng, robot bây giờ là một khoản đầu tư nóng bỏng, anh đã chuẩn bị tâm lý. Sức khỏe của Hách Tịch đã được cải thiện rất nhiều với sự giúp đỡ của Cố Cửu Lễ, điệu nhảy cuối cùng cũng đã đạt tiêu chuẩn. Nhưng Gia Sơn lại điều chỉnh sân khấu, hủy bỏ âm cao mà Hách Tịch giỏi và tăng thêm động tác khó, như vậy đối với Hách Tịch mà nói là vô cùng khó khăn. Khi Hách Tịch xuống lầu mua bánh mì, cô vô tình gặp Cố Cửu Lễ đang nói chuyện với người của tập đoàn Hoa Thị. Hàn Ít Kiệt gọi điện nói rằng có người đã bóc trần mối quan hệ giữa Hoa Thị và Cửu Thiên, Hoa Thị cũng bị liên lụy. Hàn Ít Kiệt hơi lo lắng cho Cố Cửu Lễ, bây giờ còn liên quan đến công ty của bố mẹ anh trước khi họ qua đời, chắc chắn anh ấy cảm thấy không thoải mái. Hách Tịch vội vàng tiến lên, hẹn Cố Cửu Lễ tối nay đi chơi cùng cô, có lẽ thư giãn một chút sẽ có ý tưởng tốt. Hách Tịch dẫn Cố Cửu Lễ đến phòng giải tỏa áp lực, giúp anh giảm bớt căng thẳng. Tuy nhiên, họ ở trong phòng hét lên quá lâu đến mức suýt bị khiếu nại. Sau đó, họ cùng nhau chơi trận chiến gối. Dưới sự đồng hành của Hách Tịch, nỗi lo của Cố Cửu Lễ cuối cùng cũng giảm bớt rất nhiều. Robot ảnh hưởng đến Hoa Thị, vì vậy anh phải dừng lại, ngay cả khi sau này còn tồn tại cũng không phải là robot hỗ trợ nữa. Cố Cửu Lễ nói với Hách Tịch, khi còn nhỏ anh cảm thấy cô đơn và nổi loạn. Không thể có cha mẹ ở bên trong quá trình lớn lên, Cố Cửu Lễ cố tình làm nhiều chuyện nổi loạn để thu hút sự chú ý của họ. Trước khi họ đi công tác, họ nói muốn cùng nhau ăn tối, nhưng Cố Cửu Lễ chạy đi mà không quay đầu lại. Thực ra anh rất muốn nói với họ rằng anh yêu họ. Nhưng chính chuyến công tác đó, cha mẹ anh gặp tai nạn xe hơi và qua đời, Cố Cửu Lễ rất hối hận, nếu ngày đó anh có thể bước lên một bước nắm tay họ thì tốt biết mấy. Đối với Cố Cửu Lễ, robot là một sự bù đắp, nhưng có lẽ sự bù đắp này quá xa xỉ. Dẫu robot có thành công, cũng không thể thay thế việc anh nói ra lòng mình.
Nghe xong, Hách Tịch đột nhiên có một ý tưởng. Cố Cửu Lễ quyết định thêm chức năng dịch cảm xúc cho robot. Trong mắt Hàn Ích Kiệt điều này giống như chuyện viển vông, nhưng Cố Cửu Lễ vẫn không từ bỏ. Toàn bộ Cửu Thiên đều nỗ lực cùng nhau, Hách Tịch cũng luôn giúp robot chụp ảnh ngoại cảnh, mặc dù rất mệt nhưng cũng rất vui. Cuối cùng Cố Cửu Lễ đã làm được, chức năng dịch cảm xúc đã phát huy tác dụng lớn tại một trường mầm non thử nghiệm. Một công ty giáo dục lớn quyết định mua hàng, Cửu Thiên kỹ thuật phản pháo, từ cõi chết trở về. Cố Cửu Lễ kiên định với sứ mệnh ban đầu, còn Hách Tịch lại quyết định rút khỏi cuộc thi quý hiệu đại diện. Cố Cửu Lễ đang ở buổi tiệc, nhận được tin Hách Tịch rút khỏi cuộc thi quý hiệu đại diện thì lo lắng đến phát điên. Cố Cửu Lễ lo lắng Hách Tịch rút khỏi cuộc thi là vì mình, dù thực sự có phần vì anh, nhưng cũng vì sự việc này mà Hách Tịch hiểu rõ bản thân mình hơn. Cô yêu thích không phải là ca múa nhưng là ca hát, và trong thời gian này cô luôn rất mơ hồ, qua sự việc này mới nhìn rõ được sứ mệnh ban đầu của mình. Trong mắt fan của Hách Tịch, là vì Hách Tịch và một chàng trai trẻ yêu nhau mà bỏ cuộc. Fan thậm chí còn bóc phốt tài khoản Weibo nhỏ của hai người, nói Cố Cửu Lễ là điển hình của chàng trai trẻ. Cố Cửu Lễ không chịu thua, kéo Hách Tịch đến quán Tráng Miệng lần trước, đặt một đống đồ ăn chụp ảnh khoe tình yêu đăng Weibo. Để trông trẻ trung hơn, Cố Cửu Lễ đặc biệt mua mặt nạ. Hách Tịch đến thấy Cố Cửu Lễ đang đắp mặt nạ chống lão hóa, thậm chí còn đeo băng đô tai thỏ. Hách Tịch rất vui, còn trêu chọc Cố Cửu Lễ, nhưng bị Cố Cửu Lễ giữ chặt trên bồn rửa tay hôn một hồi lâu. Hách Tịch chuẩn bị đủ nguyên liệu, định làm một chiếc bánh bông lan cho Cố Cửu Lễ, hôm nay là kỷ niệm 100 ngày yêu nhau của họ. Hách Tịch không mang theo cân điện tử, may mắn có Cố Cửu Lễ, chiếc cân điện tử hình người. Cố Cửu Lễ nhiều lần muốn gọi đồ ăn ngoài, nhưng Hách Tịch kiên quyết tự tay làm một chiếc bánh, Cố Cửu Lễ chỉ có thể giúp cô đánh bông lòng trắng. Khi Hàn Yết Kiệt trở về nhà, Cố Cửu Lễ lại giao nhiệm vụ khó khăn này cho anh. Hách Tịch dù rất cố gắng nhưng vẫn làm hỏng bánh, điều này khiến cô rất buồn, nhưng Cố Cửu Lễ vẫn chụp ảnh đăng Weibo. Thực ra, Hách Tịch hôm nay đã cho Cố Cửu Lễ thấy một bản thân thật sự của mình, đây chính là món quà lớn nhất dành cho Cố Cửu Lễ. Tại lễ khởi động, Hàn Yết Kiệt và dì nhỏ cùng cụ cung tham dự, cụ cung rất tán thành sự cố gắng của dì nhỏ trong dự án, thậm chí còn muốn giới thiệu bạn trai cho cô. Chỉ là đã nhầm lẫn đối tượng, làm loạn cả chuyện mai mối, Hàn Yết Kiệt nhiều lần muốn thú nhận mối quan hệ với dì nhỏ nhưng không có cơ hội. Dì nhỏ thấy anh không vui, lẳng lặng nắm lấy tay anh, nhưng không biết rằng một camera ẩn đã chụp được khoảnh khắc mập mờ giữa họ. Bỗng nhiên trong nhóm fan có tin đồn, nói bắt gặp bạn trai của Hách Tịch ngoại tình, Cố Cửu Lễ hoang mang, chỉ đành theo dõi. Nhưng không ngờ địa điểm hẹn hò của Hàn Yết Kiệt và dì nhỏ cũng ở đây, Hàn Yết Kiệt định cầu hôn dì nhỏ tại đây. Thấy Cố Cửu Lễ cầm máy ảnh một mình lẳng vàng thấy lạ, không ngờ fan lại nhầm tưởng bạn trai của Hách Tịch là Hàn Yết Kiệt. Cố Cửu Lễ vội vàng thông báo cho Hách Tịch với danh tính của A Đại tới tìm mình, giải thích hiểu lầm này. Hàn Ích Kiệt và dì nhỏ đang cùng nhau ngồi trên xe ngựa quay, bất ngờ mất điện. Khi mọi người đều ngạc nhiên, Hàn Ích Kiệt đã lựa chọn lúc này để bày tỏ tình cảm với dì nhỏ. Hôm nay là ngày thứ 90 họ quen nhau, cũng là lúc lời nguyền bạn trai mùa hè của dì nhỏ xuất hiện. Hàn Ích Kiệt rút ra chiếc nhẫn kim cương và cầu hôn dì nhỏ một cách lãng mạn. Nhưng không có cảnh lãng mạn nào xuất hiện, thay vào đó, những fan kia lại vây lên chỉ trích Hàn Ích Kiệt là kẻ tồi. May mắn Hách Tịch kịp thời đến giải thích. Hệ thống xe ngựa quay bị hack. Cố Cửu Lễ ngồi trước máy tính vài thao tác đã giúp chương trình hoạt động trở lại. Sau một hiểu lầm, bốn người cùng ăn tối, Hàn Yết Kiệt và dì nhỏ mới cầu hôn nhau mặn nồng. Hàn Yết Kiệt còn thể hiện thái độ của một người chú vợ tương lai với Cố Cửu Lễ. Hách Tịch đã tốt nghiệp, ngày mai bảo Cố Cửu Lễ giúp cô dọn phòng trọ. Tuy nhiên, ngày hôm sau, tâm trạng của Hách Tịch rất tồi tệ vì cô không thể buông bỏ chuyện của Hách Tịch và hội kỳ tú. Cố Cửu Lễ nhận ra Hách Tịch muốn quay lại, nhưng Hách Tịch nói vấn đề không phải ở đó, cô sợ mình sẽ làm hỏng và kéo lùi Manh Manh Tương. Hách Tịch từ nhỏ đến lớn chỉ là một người bình thường, không đạt được yêu cầu của mẹ dù là thi cử hay chạy bộ. Ca hát là phao cứu sinh duy nhất của cô sợ lần này thử sức thật sự sẽ làm hỏng sân khấu, như vậy cô sẽ mất tất cả. Trở về phòng trọ, Hách Tịch lơ đãng nhìn Phán Phán dọn đồ, Phán Phán nói cô sẽ đến Bắc Kinh, nhưng Hách Tịch không có phản ứng gì. Phán Phán hy vọng Hách Tịch chia sẻ thông tin này với Chu Dịch, Hách Tịch dù có nghi ngờ nhưng vẫn làm theo. Quả nhiên không lâu sau Chu Dịch đã đến, với danh nghĩa của Hách Tịch khuyên cô ở lại, Hách Tịch mới hiểu ra mưu đồ của họ. Sáng sớm, Hách Tịch bất ngờ nhận được cuộc gọi, cô đã đến ga tàu, nửa giờ sau đến nhà dì nhỏ. Hách Tịch vội vã đến nhà dì nhỏ thu dọn đồ đạc liên quan đến A Đại, cả hai đều rất căng thẳng trước mặt mẹ Hách Tịch, nhất là Hách Tịch, sợ mẹ biết chuyện về A Đại. Mẹ Hách Tịch mắng dì nhỏ một trận, sau đó bắt đầu hỏi Hách Tịch chuyện có bạn trai, dì nhỏ vội vàng nói rằng anh ấy rất đáng tin cậy. Sau đó thông báo cho Cố Cửu Lễ ngày mai đến nhà ăn tối, nhắc nhở Cố Cửu Lễ rằng mẹ Hách Tịch là một nhân vật khó đối phó. Ngày hôm sau, dì nhỏ và Hách Tịch cố gắng muốn đi nhà hàng ăn, nhưng mẹ Hách Tịch tự tin mua một đống thức ăn để tự tay nấu, khiến cả hai sợ hãi. Hách Tịch và dì nhỏ thông báo cho Cố Cửu Lễ biết hôm nay mẹ Hạo sẽ tự tay vào bếp, tuy nhiên bà là vua của món ăn tam tối. Nhưng với Cố Cửu Lễ, lần đầu tiên gặp mặt tương lai mẹ vợ, dù món ăn có khó nuốt đến mấy cũng phải cười ngọt ngào và nuốt trôi, tổng kết lại bằng 4 từ tự lượng sức mình. Cố Cửu Lễ và Hàn Ích Kiệt đối diện với bà Hạo, người đã là giáo viên chủ nhiệm hơn 30 năm, với áp lực không hề nhỏ. Khi ăn, Hàn Ích Kiệt sau một miếng đầu tiên đã có biểu hiện khó tả, không ngờ Cố Cửu Lễ lại đẩy họa vào người anh. Sau đó liên tục khen ngợi món ăn của mẹ Hạo, khiến bà lập tức sáng mắt, nhanh chóng yêu cầu Cố Cửu Lễ gọi mình là gì.
Món quà Cố Cửu Lễ tặng cho mẹ Hạo càng thêm tâm lý, là một chiếc khẩu trang có chức năng lọc không khí vì bà thường xuyên phải hít bụi phấn khi dạy học. Món quà thứ hai, Cố Cửu Lễ dùng ưu thế của mình liệt kê ra lý do vì sao anh và Hách Tịch hợp nhau, nhưng khi mở ra thì thấy bằng cấp đại học, bản sao chứng minh nhân dân và cả hợp đồng mua nhà của anh. Mẹ Hạo không hài lòng khi thấy Cố Cửu Lễ lớn hơn Hách Tịch đến 10 tuổi, Cố Cửu Lễ vội vàng khẳng định sẽ ăn uống lành mạnh, tập thể dục nhiều hơn để có thể sống thọ hơn Hách Tịch, chăm sóc bà khi già. Dì nhỏ lo lắng cho Cố Cửu Lễ nhưng cuối cùng mẹ Hạo lại rất hài lòng, vì bà tiếc rẻ chồng mình trẻ hơn bà 4 tuổi, bà phải chăm sóc chồng, giờ đây Hách Tịch sẽ không lặp lại lỗi lầm của mình. Mẹ Hạo chấp thuận Cố Cửu Lễ, anh thành công vượt qua cửa ải. Đến tối, mẹ Hạo lại nhắc nhở Hách Tịch phải biết cách sống hòa thuận với Cố Cửu Lễ, không nên hay nổi giận, nhưng bà cũng có chút không nỡ. Khuya, Hách Tịch trằn trọc không ngủ được, không biết có nên rút khỏi đại hội kỳ tú hay không. Cả bốn người cùng đưa mẹ Hạo đi chơi ở Thượng Hải. Trong bữa ăn, Cố Cửu Lễ chú ý thấy Hách Tịch liên tục nhìn chằm chằm vào quảng cáo kỳ tú trên màn hình lớn và biết cô vẫn rất khao khát sân khấu đó. Cố Cửu Lễ không muốn Hách Tịch tiếp tục trốn tránh, liệu cô có thật sự muốn để A Đại biến mất khỏi cuộc đời mình. Cuối cùng, Hách Tịch quyết định đối mặt với mọi người với tư cách là Hách Tịch. Trong lần trở lại đầu tiên của A Đại trên sóng trực tiếp, bạn bè đều đang cổ vũ cho cô. Cố Cửu Lễ dẫn mẹ Hạo đến trung tâm điều khiển, đây là điều Hách Tịch mong muốn mẹ mình thấy, cũng là điều mẹ Hạo cần đối mặt. Trong lần phát sóng này, Hách Tịch dành tặng mọi người một tiết mục đặc biệt, cô sẽ tháo bỏ mặt nạ với tư cách là Hách Tịch. Trước 18 tuổi, cô luôn là Hách Tịch, cô bé ngoan hiền, sau đó vào buổi tối, cô sẽ trở thành chị A Đại trong phòng trực tiếp. Hai tính cách của Hách Tịch và A Đại luân phiên xuất hiện trong cuộc sống của cô, đến mức cô còn không thể phân biệt đâu là bản thân mình. Cô là Hách Tịch, nhưng không muốn chỉ là Hách Tịch, cô nhút nhát, tự ti, chỉ có với danh tính A Đại, cô mới nhận được sự yêu mến của nhiều người. Cho đến khi Cố Cửu Lễ xuất hiện, anh nói với Hách Tịch rằng cô không cần phải là A Đại mới được mọi người yêu thích. Hôm nay Hách Tịch muốn thú nhận với mọi người, nhưng cũng là sự thú nhận với chính mình, bây giờ cô yêu thích cả Hách Tịch lẫn A Đại. Đồng thời, Hách Tịch cũng quyết định tiếp tục tham gia đại hội hội kỳ tú. Mẹ Hạo, người đã theo dõi mọi chuyện từ trung tâm điều khiển, đã rơi nước mắt. Sau khi phát sóng kết thúc, Hách Tịch gặp mẹ vẫn cảm thấy bất an. Mẹ Hạo yêu cầu cô xóa bỏ tất cả tài khoản, rời bỏ ngành này, trở thành một giáo viên mầm non mới là điều cô nên làm. Hách Tịch đã từ chối, đó là công việc cô yêu thích. Mẹ Hạo rời đi với tâm trạng phức tạp, Cố Cửu Lễ bảo Hách Tịch không cần lo lắng, dù sao anh cũng thấy mẹ Hạo đã khóc. Nhưng khi về nhà, mẹ Hạo lại đang đóng gói đồ đạc bảo Hách Tịch về nhà với mình, trở thành một giáo viên, có một công việc ổn định. Hách Tịch vẫn chọn từ chối, lần này cô muốn làm những gì mình muốn. Mẹ Hạo dù không ép buộc nhưng cũng không có nghĩa là bà chấp nhận sự lựa chọn của Hách Tịch. Mẹ Hạo kéo vali đi, Hách Tịch vội vàng đuổi theo, cô đã sống cuộc đời mà mẹ sắp xếp sẵn, dù đó là những điều tốt nhưng không phải điều cô mong muốn, vì vậy cuộc sống chỉ là bình thường. Trở thành A Đại là điều Hách Tịch không hối tiếc, cô đã trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.